Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 72. Đột nhiên tiếng kiếm vang vọng khắp trong hố đen. Mà trước mặt Diệp Huyên, một tiếng nổ chợt vang lên, ngay sau đó, người áo đen chớp mắt đã lùi đến nghìn trượng, mà những nơi kiếm thiên chu đi qua đều hóa thành hư vô. Lùi đến mấy nghìn trượng, người áo đen vừa mới dừng lại thì ngọn lửa quanh người hắn lập tức đã biến mất không còn bóng dáng. Diệp Huyên nhìn người áo đen, tay phải chuyển động, kiếm thiên chu lại bay vào trong Trảm Thiên Kiếm Hồ, nhìn thấy vậy, người áo đen kia chợt nheo mắt lại. Rõ ràng, hắn ta vô cùng kinh ngạc về Trảm Thiên Kiếm Hồ và kiếm thiên chu này của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn người áo đen, khẽ nhếch miệng, ngay sau đó, Trảm Thiên Kiếm Hồ rung động dữ dội, tiếp đó, đột nhiên kiếm thiên chu bay ra. Bù! Một luồng kiếm quang phá không bay qua. Ở phía xa, người áo đen kia đột nhiên chắp tay lại, hắn ta bước lên trước một bước, vạn hỏa quy nguyên. Vừa dứt lời, một ngọn lửa bỗng chốc trào dâng từ trong người hắn ta, trong ngọn lửa đó, đột nhiên nhiên một gương mặt dần hiện ra, sau đó, hắn ta mạnh mẽ há to miệng, trực tiếp nuốt vào thanh kiếm thiên chu kia của Diệp Huyên. Trong thoáng chốc chợt yên tĩnh, đột nhiên một luồng kiếm quang từ trong ngọn lửa đó chém ra, kiếm thiên chu nhắm thẳng vào người áo đen thần bí kia. Thế nhưng ngọn lửa còn sót lại vẫn như cũ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt bước một bước về phía trước, tay phải hắn siết chặt, đánh ra một quyền. Táng quyền. Một quyền này đánh ra, ngọn lửa mạnh mẽ trước mặt hắn đã bị buộc dừng lại, mà ở phía xa, người áo đen thần bí kia lại lùi ra xa cả nghìn trượng, không những thế mà lúc này, thân thể hắn ta đã dần trở nên hư vô. Rõ ràng sau hai lần ngăn chặn kiếm thiên chu, hắn ta cũng có phần không chịu nổi rồi. Thế nhưng lúc này, gió bão hố đen kia đã đến cách sau lưng Diệp Huyên còn mấy trăm trượng. Lúc này, Diệp Huyên lại đánh ra một quyền. Ngọn lửa trước mặt hắn lập tức biến mất. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người áo đen thần bí ở phía xa, hắn vung tay phải, một luồng kiếm quang trực tiếng bay về trong Trảm Thiên Kiếm Hồ. Diệp Huyên nhìn người áo đen thần bí, tiếp tục không? Người áo đen thần bí khẽ siết chặt tay phải, một ngọn lửa thoáng chốc đã ngưng tụ, nhưng hắn ta không dám ra tay. Một kiếm lại đến nữa cũng đủ khiến hắn ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà hắn ta không ngờ được, Diệp Huyên có thể ra hai kiếm liên tục, nhìn trạng thái này của Diệp Huyên e là còn có thể ra được hai kiếm nữa là. Như vậy thì ai cản được? Diệp Huyên quan sát người áo đen, sau đó nói, các hạ là vị trí bảo ngũ duy mà đến. Hay là vì bản thân Diệp Huyên ta mà đến? Người áo đen nói, chí bảo ngũ duy. Diệp Huyên cười nói, chẳng lẽ các hạ không biết sao? Chí bảo ngũ duy kia đã rơi vào trong tay kiếm tôn tiền bối rồi, nếu các hạ muốn có thể đi tìm kiếm tôn tiền bối, đến tìm ta làm gì? Người áo đen nhìn Diệp Huyên, ta nhận được tin, kiếm tôn kia vẫn còn ở bắc cảnh ngươi, hắn ta chưa từng rời đi. Diệp Huyên cười nói, ngươi tin sao? Người áo đen khẽ nheo mắt, người có ý gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, các hạ, người tự mình ngẫm nghĩ đi, kiếm tôn tiền bối là nhân vật cấp bậc nào? Người cảm thấy ta có năng lực giữ hắn lại sao? Và lại, hắn có lý do gì mà ở lại bắc cảnh? Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm thì tin tức người có được đây là do thần điện cho người đúng không? Người áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, chẳng lẽ các hạ không biết quan hệ giữa ta và thần điện? Ngươi nghĩ đi, nếu như kiếm tôn kia thật sự ở bắc cảnh ta, thì tại sao hắn không hiện thân? Nói rồi hắn lại lắc đầu cười, thần điện này ấy. Bọn họ là kẻ thù lúc nào cũng mong ta chết, giá họa cho ta đủ thứ. Người áo đen trầm mặc. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, cười nói, ta cũng không phí lời với các hạ nữa. Các hạ muốn ra tay hay là muốn rời đi? Nếu muốn ra tay thì ta sẽ gọi người. Gọi người. Nghe vậy, sắc mặt người áo đen khẽ thay đổi. Hắn ta biết rõ, sau lưng Diệp Huyên có một cô gái áo tím. Mà sở dĩ vừa nãy hắn ta lại ra tay chính là vì thấy cô gái áo tím không ở đây, muốn đánh úp Diệp Huyên, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên. Hai kiếm chém xuống, suýt nữa đã chém nát thân xác hắn ta. Nếu như cô gái áo tím kia xuất hiện liên thủ với Diệp Huyên. Nghĩ như vậy, người áo đen đã có ý rút lui. Đột nhiên Diệp Huyên lại cười, các hạ, ta miễn phí tặng ngươi một tin tức, muốn nghe không?
Người áo đen nhìn Diệp Huyên, nói. Diệp Huyên nói, ban đầu khi kiếm tôn tiền bối rời khỏi Bắc Cảnh, người của thần điện lập tức đã đến Bắc Cảnh, sau đó ta đã nói phương hướng cho bọn họ cũng đuổi theo, nhưng lúc ấy lại có hai vị cao thủ thần điện. Một vị trong đó còn là một vị thần, cũng chính là viên tiểu đao kia. Thế mà, chưa đến một canh giờ đột nhiên bọn họ lại trở về Bắc Cảnh, nói kiếm tôn tiền bối đã hoàn toàn biến mất, sau đó bọn họ cương quyết nói kiếm tôn vẫn còn ở Bắc Cảnh, chưa từng rời đi các hạ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Người áo đen khẽ nhíu mày, ý ngươi là, kiếm tôn kia có thể đã bị thần điện dùng thủ đoạn. Không thể nào, thực lực kiếm tôn mạnh mẽ, cho dù là hai vị thần cũng chưa chắc giết được hắn. Diệp Huyên chợt đáp, vậy ba người thì sao? Bốn người thì sao? Nghe vậy, ánh mắt người áo đen chợt do dự, sao có thể? Diệp Huyên cười nói, các hạ, người phải hiểu đó là chí bảo ngũ duy, đây chính là chí bảo ngũ duy, chẳng lẽ còn không đáng để thần điện điều động nhiều vị thần như vậy sao? Nghe vậy, người áo đen lại trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, tự các hạ nghĩ xem, ta và thần điện, ai có khả năng giết chết được kiếm tôn này hơn, là ta hay là thần điện? Các hạ nghĩ kỹ là biết thôi. Một lát sau, người áo đen trầm giọng lên tiếng, ý ngươi là thần điện giết chết kiếm tôn, sau đó giá họa cho ngươi. Diệp Huyên. Bên trong hố đen, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi người mặc áo đen thần bí im lặng một lúc, mới hỏi, kiếm tôn kia thật sự không ở Bắc Cảnh của ngươi sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiền bối, ta là kiếm tu, hơn nữa, vẫn là một kiếm tu kiếm đạo minh cảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối sao? Ngươi phải biết rằng, kiếm tu chúng ta coi trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm, bảo trì bản tâm. Sau khi người mặc áo đen thần bí trầm mặc một lát bèn xoay người rời đi. Hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyên, nhưng giữa Diệp Huyên và thần điện, hắn ta càng nguyện ý tin tưởng Diệp Huyên. Theo như lời Diệp Huyên nói, Diệp Huyên là kiếm tu. Bởi vậy Diệp Huyên trong lòng hắn ta hẳn là sẽ không nói dối. Dẫu sao đây cũng là một kiếm tu siêu cấp mà. Loại người này bình thường đều vô cùng kiêu ngạo, sao mà đi nói dối được. Loại người này khinh thường nhất chính là nói dối. Sau khi người mặc áo đen thần bí kia rời đi, Diệp Huyên thu hồi Trảm Tiên kiếm hồ, hắn nhìn về phía đằng sau, lúc này, gió lốc của hố đen kia đã tới phía sau hắn chỉ còn cách mấy chục trượng. Cảm giác hiện tại của hắn giống như bị hàng nghìn vạn con ngựa xé xác. Luồng sức mạnh này thật sự quá cường đại. Diệp Huyên lùi về phía sau. Ước chừng hai canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi khu vực hố đen, đi vào bên trong một khoảng tinh không. Nhìn hố đen trước mặt, giờ phút này trái tim Diệp Huyên vẫn còn đập thình thịch. Sức mạnh của hố đen này không phải dạng kinh dị bình thường. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó biến mất tại chỗ. Bên trong tinh vực rộng lớn, viên tiểu đao xé không khí mà đi. Chưa bao giờ ả ta thấy thoải mái như vậy. Bởi vì ả ta đã từ bỏ việc nhắm vào Diệp Huyên. Đây không chỉ là từ bỏ việc nhắm vào Diệp Huyên, mà còn là buông bỏ chấp niệm trong lòng. Buông bỏ chấp niệm có thể khiến đao của ả ta trở nên càng nhanh và mạnh hơn. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt viên tiểu đao. Cô gái mặc váy đỏ, tóc dài đến eo, trước nở sau cong, cực kỳ quyến rũ. Đây là một người phụ nữ khiến đàn ông sẽ phát cuồng khi gặp. Thấy có người đến, viên tiểu đao khẽ nhíu mày, là ngươi. Cô gái cười nói, bất ngờ. Viên tiểu đao khẽ nói, đúng là có chút bất ngờ. Cô gái che miệng cười, nàng ta vừa cười, vòng ngực phía trước lập tức rung động, cực kỳ đồ sộ. Viên tiểu đao liếc nhìn trước ngực cô gái, to thì ghê gớm lắm à. Cô gái hơi nhếch khóe miệng, ngươi tự ti sao? Viên tiểu đao cười nói, Chu Tà Nhi, xem đến mối quan hệ nhiều năm của chúng ta cho ngươi một lời khuyên nhỏ. Diệp Huyên này rất xảo quyệt, đừng vì một chút bất cẩn mà không chiếm được lợi lộc gì mà ngược lại còn mất trong sạch. Mất trong sạch. Bỗng Chu Tà Nhi khẽ cười, viên tiểu đao, người muốn làm ta cười chết hay sao? Thế nào, người mất trong sạch rồi à? Viên tiểu đao nhún vai, chúc ngươi và hắn chơi đùa vui vẻ, bổn cô nương cáo từ. Nói xong ả ta đi về phía xa. Mà lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt viên tiểu đao, tại sao lại từ bỏ? Viên tiểu đao cười nói, người đoán xem.
Chu Tà Nhi nhìn Viên Tiểu Đao, phía trên rất thất vọng về ngươi. Viên Tiểu Đao lạnh nhạt nói, thất vọng thì cứ thất vọng đi, dù sao ta cũng không định quay về. Chu Tà Nhi nhíu mày, vậy ngươi muốn đi đâu? Viên Tiểu Đao nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, Lưỡng Giới Thiên. Lưỡng Giới Thiên. Chu Tà Nhi nhíu chặt lông mày, hiện tại, ngươi. Viên Tiểu Đao cười nói, sao? Không được à? Chu Tà Nhi nhìn Viên Tiểu Đao, vẫn là câu hỏi kia, tại sao lại bỏ qua? Ngươi không phải là một người dễ dàng từ bỏ mà. Không những vậy, ngươi còn đề nghị phía trên bắt tay giảng hòa với Diệp Huyên, đây không phải phong cách của Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao nhẹ giọng nói, ta mệt rồi. Nói chung là chúc các ngươi chơi đùa vui vẻ. Còn nữa, đối phó với Diệp Huyên ngươi tuyệt đối đừng sơ suất, nếu không e là ngươi sẽ phải mất trong sạch đấy. Nói xong ả ta liền biến mất ở phía đằng xa của tinh không. Chu Tà Nhi đứng tại chỗ im lặng không nói. Diệp Huyên. Đối với người này, nàng ta đã biết rất nhiều trước khi đến rồi. Là một kiếm tu có thiên phú cực cao, một kiếm tu có rất nhiều chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa vững chắc của hắn không chỉ nhiều mà còn cực kỳ thần bí. Vì đối với những người đứng sau hắn, cơ hồ thần điện hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng thần điện vẫn không muốn buông tha cho hắn. Chí bảo ngũ duy. Sau khi trầm mặc một lát, Chu Tà Nhi khẽ nói, xem ra phải đổi cách khác thôi. Nói xong nàng ta trực tiếp biến mất. Ở tinh vực xa xôi, bên trong hố đen, một luồng kiếm quang đột nhiên đâm thẳng ra. Kiếm quang tản đi, chính là Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên có chút nhếch nhác bởi vì hắn vừa xuyên qua mười mấy cái hố đen liên tục. Giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, đó chính là vũ trụ tứ duy vô cùng rộng lớn. Trên đường trở về hắn lại phát hiện một vài hố đen khác, hắn không đi vào nhưng hắn biết bên ngoài hố đen này chắc chắn lại là một mảnh tinh vực không xác định. Tứ duy rất rộng lớn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía trên tứ duy này còn có ngũ duy nữa. Tinh không mênh mông vô cùng vô tận. Diệp Huyên lắc lắc đầu, quay về Bắc Cảnh. Vừa tới Bắc Cảnh. Một cô gái toàn thân váy đỏ lại xuất hiện trước mặt hắn. Người mới tới chính là Chu Tà Nhi. Diệp Huyên nhíu mày, các hạ là. Chu Tà Nhi cười nói, thần điện, ta là Chu Tà Nhi, Diệp Vương có thể gọi ta là Tiểu Tà Nhi. Người của thần điện. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, Chu cô nương, Viên cô nương đâu? Nàng ta đâu? Chu Tà Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sao? Ta còn không bằng ả ta à? Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, nếu ta đoán không lầm ngươi đến đây chắc hẳn không phải để nói chuyện yêu đương. Có chuyện gì chúng ta vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính thì tốt hơn. Ngươi phải hiểu Diệp Huyên ta là một người đứng đắn. Người đứng đắn. Chu Tà Nhi cười yểu điệu, thường thì những người đàn ông tự nói mình đứng đắn thật ra chẳng đứng đắn chút nào. Diệp Huyên cười nói, xem ra tạm thời Chu cô nương không có ác ý với ta. Mục đích đến đây của Chu cô nương là gì cứ nói thẳng ra, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, kiếm tôn đang ở Bắc Cảnh đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này, hai tròng mắt của Chu Tà Nhi trực tiếp biến thành màu đỏ, ngay sau đó, cặp mắt kia tựa như biến thành tinh không rộng lớn, Diệp Huyên chỉ cảm thấy cả người mình bị hút vào trong. Đôi mắt của Diệp Huyên bỗng trở nên dại ra, kiếm tôn. Tỉnh lại. Đúng lúc này, một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên. Chính là thanh âm của kiếm tôn. Toàn thân Diệp Huyên chấn động, ánh mắt hắn lập tức khôi phục vẻ bình thường, hắn liên tục lùi về sau vài trượng. Trước mặt Diệp Huyên, trong mắt Chu Tà Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyên nhìn Chu Tà Nhi, đây là yêu thuật gì? Chu Tà Nhi nhếch khóe miệng, ngươi đoán xem. Diệp Huyên tức giận nói, ta đoán cái tổ sư nhà ngươi. Lời nói vừa dứt, hắn vung tay phải lên, trực tiếp lấy ra Trảm Tiên kiếm hồ, ngay sau đó, kiếm thiên chu bay ra từ bên trong Trảm Tiên kiếm hồ. Nhìn thấy kiếm thiên chu, sắc mặt Chu Tà Nhi lập tức đại biến. Nàng ta đưa tay phải ra phía trước nhẹ nhàng thăm dò, sau đó nắm chặt quy tịch. Vụt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không gian trước mặt nàng ta trực tiếp bị hủy diệt. Kiếm quang quanh kiếm thiên chu của Diệp Huyên cũng dần dần biến mất. Lúc này trong tay Diệp Huyên bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một thanh kiếm. Kiếm chấn hồn.
Diệp Huyên cầm kiếm chĩa vào Chu Tà Nhi trên không, a a a. Nhất kiếm định hồn. Phía xa xa, sắc mặt của Chu Tà Nhi lại biến đổi thành trầm trọng, nàng ta cảm giác linh hồn trong cơ thể mình như muốn tách rời ra khỏi thể xác. Không chút do dự, Chu Tà Nhi vung tay lên, cả người mãnh liệt lùi về phía sau, một lần lui đã trực tiếp lùi ra ngoài cả nghìn trượng. Sau khi nàng ta dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Diệp Huyên nhìn Chu Tà Nhi, so với viên cô nương, có vẻ ngươi kém nhiều. Chu Tà Nhi nhếch miệng, vậy sao? Diệp Huyên đang định mở miệng nói thì đột nhiên không gian xung quanh nàng ta vỡ ra. Lúc này hắn cảm giác như cơ thể mình đang bị phanh thây vậy. Diệp Huyên chợt gào lên giận dữ, lúc này, một luồng kiếm quang xẹt qua từ trong sân. Xoạc, M thanh xé rách vang lên. Một kiếm vô lượng. Sau khi Diệp Huyên xuất ra một kiếm này, sắc mặt Chu Tà Nhi lập tức đại biến, hai tay đưa ra phía trước mạnh mẽ ngăn cản. Giờ phút này, không gian trước mặt nàng ta chồng chồng lớp lớp đều quỷ dị. Kiếm tới. Không gian trước mặt Chu Tà Nhi trực tiếp vỡ nát, nhưng bản thân nàng ta cũng biến mất một cách kỳ lạ. Không thấy Chu Tà Nhi biến mất, giờ phút này Diệp Huyên cũng đã biến mất không biết tung tích. Phía trên đám mây, Chu Tà Nhi liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng nàng ta không cảm nhận được hơi thở của Diệp Huyên. Chu Tà Nhi nhíu mày, sao có thể? Đúng lúc này nàng ta bỗng xoay thân, vừa xoay người lại, một thanh kiếm chém thẳng đến trước mặt nàng ta một cách tàn nhẫn. Chu Tà Nhi vung tay phải lên. Một luồng sức mạnh cường đại nổ tung giữa hai người. Ngay sau đó Diệp Huyên trực tiếp lùi về phía sau hơn trăm trượng. Diệp Huyên đang định ra tay thì đột nhiên Chu Tà Nhi nói chuyện đi. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tà Nhi, cười nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương à? Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi không muốn Bắc Cảnh trở thành mục tiêu của vũ trụ tứ duy thì tốt nhất chúng ta nên nói chuyện. Diệp Huyên lắc đầu cười, thần điện ngươi muốn ta chết có phải không? Chu Tà Nhi không nói gì. Diệp Huyên cười nói, dưới tình huống này, ngươi nghĩ chúng ta có cái gì tốt để nói chuyện đây? Chu Tà Nhi mỉm cười, chuyện gì cũng đều có thể nói được. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Chu cô nương, ta nói thật lòng, kiếm tôn tiền bối thật sự không có ở Bắc Cảnh, nếu ngươi muốn có chí bảo ngũ duy, vậy thì hãy đi tìm kiếm tôn tiền bối, chứ tìm ta cũng vô ích. Chu Tà Nhi cười nói, bộ dạng nói dối của ngươi thật đáng yêu, thật đấy, lần đầu tiên ta gặp một kiếm tu nói dối mà mặt không hề biến sắc. Ta rất tò mò ngươi làm thế nào mà nói dối không vi phạm bản tâm vậy. Vì da mặt ngươi dày sao? Diệp Huyên. Chu Tà Nhi cười nói, cho ngươi hết hy vọng đi. Nói xong nàng ta vung tay phải lên, một luồng sáng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bên trong luồng sáng có một bức họa. Chính là hình ảnh Diệp Huyên và Kiếm Tôn ở trong sân lúc trước, mà hình ảnh cuối cùng chính là Diệp Huyên mang theo Kiếm Tôn cùng nhau biến mất. Nhưng nửa canh giờ sau lại chỉ có một mình Diệp Huyên xuất hiện trong sân. Nhìn thấy bức họa này, Diệp Huyên im lặng. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên cười nói, còn có lời nào để nói nữa không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Kiếm Tôn tiền bối thật sự không có ở chỗ của ta có thể thề, ta. Đúng lúc này, Kiếm Tôn bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên. Chu Tà Nhi nhìn qua Kiếm Tôn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người thề sao? Người thề với ta sao? Người thề đấy. Diệp Huyên không nói gì. Hắn không ngờ Kiếm Tôn lại đi ra. Vừa mới ra đã có phần làm hỏng việc rồi. Kiếm Tôn nhìn qua Diệp Huyên, hơi áy náy, thật có lỗi, gây cho ngươi thêm nhiều phiền toái thế này. Diệp Huyên cười nói, chút phiền toái này không đáng kể. Dù sao thì không có tiền bối, thần điện bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Kiếm Tôn gật đầu, ông ấy nhìn về phía Chu Tà Nhi, người muốn tìm ta. Chu Tà Nhi nhìn Kiếm Tôn mà không nói năng gì. Lúc này, Diệp Huyên nói, không phải ngươi muốn cái tháp kia sao? Chẳng phải ngươi muốn tìm Kiếm Tôn tiền bối sao? Ông ấy đang ở đây này, người đánh đi. Chu Tà Nhi lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể ngậm miệng vào không? Diệp Huyên lạnh lùng nói, xem ra thần điện của ngươi cũng chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ. Chu Tà Nhi không thèm để ý tới Diệp Huyên, nàng ta nhìn về phía Kiếm Tôn, thật ra ta có chút tò mò, tại sao Kiếm Tôn các hạ lại muốn đi theo tên Diệp Huyên này? Kiếm Tôn mặt không đổi sắc, này có liên quan gì tới ngươi?
Chu Tà Nhi híp mắt lại, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Lúc này, Kiếm Tôn lại nói, chẳng phải thần điện ngươi muốn tìm Lão Phu sao? Hiện tại Lão Phu đang ở ngay đây rồi. Chu Tà Nhi im lặng. Với thực lực của nàng ta thì hoàn toàn không thể làm gì được vị Kiếm Tôn này. Càng đừng nói đến bên cạnh ông ấy còn có một Diệp Huyên. Kiếm Tôn nhìn qua Chu Tà Nhi, có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, không liên quan gì tới Diệp Tiểu Hữu, hiểu không? Nói xong ông ấy xoay người biến mất. Lại quay về tháp giới ngục. Hiện tại đối với Kiếm Tôn mà nói, ông ấy cũng chỉ muốn lĩnh hội kiếm đạo của chính mình mà thôi. Đột phá kiếm đạo chính là mục tiêu lớn nhất cuộc đời ông ấy. Còn về phần ngũ duy gì đó ông ấy đã không còn quan tâm nữa. Diệp Huyên liếc nhìn Chu Tà Nhi, Chu cô nương đi thong thả, không tiễn. Chu Tà Nhi cười nói, Diệp Huyên, ta thật sự có chút tò mò tại sao Kiếm Tôn lại muốn đi theo ở bên cạnh ngươi, lại còn giúp đỡ ngươi. Diệp Huyên cười nói, chắc là do ăn ở tốt. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu để người khác biết Kiếm Tôn ở bắc cảnh của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Diệp Huyên nhún vai, sẽ thế nào? Đơn giản chỉ là sẽ có nhiều người đến bắc cảnh thôi mà. Nhưng ta có thể cam đoan với cô, người cuối cùng chiếm được lợi nhất không phải thần điện, bởi vì ta và Kiếm Tôn tiền bối nhất định sẽ đuổi theo ngươi đánh tới thần điện. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chu Tà Nhi đứng tại chỗ trầm mặc một lát sau đó nàng ta mới biến mất. Sau khi Diệp Huyên quay về bắc cảnh bèn lập tức bế quan. Lĩnh hội. Sau khi trở về từ điện U Minh, kỳ thực hắn biết thêm rất nhiều điều. Và hiện tại hắn sẽ đi tìm hiểu những hiểu biết này, biến nó thành thứ có ích. Tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hiếm khi bắc cảnh có được sự yên bình như vậy. Có thể nói đây chính là cơ hội của hắn. Hắn phải nhân cơ hội này nâng cao thực lực của mình. Mặc dù hiện tại hắn có thể đánh với loại cường giả như Chu Tà Nhi một trận ngang tài ngang sức, nhưng hắn biết như vậy là chưa đủ. Diệp Huyên bắt đầu bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, Chu Tà Nhi kia cũng không có rời đi mà đi lang thang trong thành cả ngày. Thế nhưng cuối cùng nàng ta đi tới tận Tiên Đạo Tông. Cũng chính là địa bàn của Diệp Liên. Điều này sẽ âm thầm tác động tới thần kinh của toàn bộ cường giả của Bắc Cảnh. Hiện tại có ai không biết tầm quan trọng của Diệp Liên này chứ? Đó chính là tính mạng của Diệp Huyên. Ai động tới Diệp Liên, chắc chắn Diệp Huyên sẽ nổi điên. Kiều Thiên Nhi bọn họ đang âm thầm đề phòng, tùy thời cơ mà ra tay. Thế nhưng Chu Tà Nhi không có động thủ với Diệp Liên, không những không động thủ mà còn dạy dỗ Diệp Liên. Cuối cùng thật sự có một chức vụ được cung phụng ở Tiên Đạo Tông. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đây là kế hoạch gì vậy? Mà trong khoảng thời gian này, xung quanh bắc cảnh cũng âm thầm có thêm một vài cường giả. Hiển nhiên rất nhiều người đang bắt đầu nghi ngờ Diệp Huyên. Nhưng không ai ra tay với Diệp Huyên. Bởi vì hiện tại ngoại trừ thần điện ra, không ai có thể xác định 100% Kiếm Tôn đang ở bắc cảnh. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyên bỗng đi ra khỏi phòng. Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đã đợi ngoài cửa rất lâu. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn mở lòng bàn tay, Kiếm Thiên Chu đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn Kiếm Thiên Chu trong tay, mỉm cười kiếm. Âm thanh vừa dứt, đột nhiên hai luồng kiếm ý từ bên trong Kiếm Thiên Chu quét ra. Trong nháy mắt, kiếm ý một đen một trắng bao phủ khắp bốn phía. Kiếm ý. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là kiếm ý. Kiếm và kiếm ý của hắn đã từng được tách riêng ra, kiếm là kiếm, kiếm ý là kiếm ý, hắn cũng không kết hợp hai thứ lại. Thế nhưng hiện tại hắn trực tiếp hợp kiếm ý của mình và Kiếm Thiên Chu lại. Hắn từng cảm thấy kiếm ý là một thứ gì đó hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy kiếm ý cũng có sinh mệnh. Kiếm ý dựa vào hắn mà sống. Hắn đứng trước kiếm. Kiếm ý và kiếm hòa hợp với nhau, chính là có thể khiến cho uy lực kiếm của hắn trở nên mạnh hơn. Trước đây hắn rất ít dùng đến kiếm ý, nhưng hiện tại hắn phát hiện, sau khi hắn dung hợp kiếm và kiếm ý một cách hoàn hảo, uy lực kiếm kỹ của hắn có thể tăng lên ít nhất gấp 3-4 lần. Sự tăng lên này thật sự đáng sợ. Ngoại trừ kiếm ý tăng lên, trong khoảng thời gian này hắn đã tiếp thu được kiếm kỹ và các khái niệm kiếm đạo khác nhau mà kiếm của hắn đã từng tu tập. Điều này rất có ích cho việc thăng cấp của hắn, hiện tại bên trong hắn cũng đang âm thầm biến hóa.
Bây giờ hắn đứng đó, không còn bộc lộ tài sức mạnh như hắn đã từng nữa. Nội liễm. Hắn hiện tại giống như một thanh kiếm trở lại nguyên trạng, đương nhiên, vẫn còn chút khoảng cách so với nguyên trạng ban đầu. Nhưng hắn đã bắt đầu tiếp cận phương hướng này rồi. Bởi vì là một người tu đạo, hắn biết càng nhiều thì lại càng khiêm tốn. Hiện tại sự hiểu biết của hắn về kiếm đạo đã không còn giống như thời chỉ là một tiểu tử đầu vài sợi tóc. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía hai người, cười nói, có chuyện gì không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, Chu Tà Nhi kia cách Diệp Liên rất gần. Diệp Liên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta đi gặp thử xem. Thượng quan Tiên Nhi nhìn qua Diệp Huyên, cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, còn chuyện gì khác nữa không? Thượng quan Tiên Nhi nói, còn có rất nhiều người đang âm thầm thăm dò chúng ta, ban đầu có một số người vẫn còn biểu hiện chưa rõ ràng, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều người không hề kiêng nể gì. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ xử lý. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngay sau đó hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang rồi phóng lên cao. Sau một vài nhịp thở, hơn chục cái đầu đẫm máu trực tiếp rơi từ trên không xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đều ngẩn cả người. Diệp Huyên đang muốn làm cái gì? Ở chân trời xa xa, phía trên đám mây, Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, cười khẽ, có phải các vị cảm thấy đại thế giới huyền hoàng dễ bắt nạt đúng không? Hay cảm thấy dễ bắt nạt Diệp Huyên ta? Xung quanh không ai đáp lại. Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải lên, kiếm Thiên Chu phóng ra, cách đó mấy trăm trượng, một cái đầu trực tiếp bay ra. Diệp Huyên lại liếc nhìn bốn phía, trong vòng ba nhịp thở, trong phạm vi 10 vạn dặm có người không phải là người Bắc Cảnh, giết không tha. Ha ha! Lúc này, từ xa vang lên một giọng nói, khẩu khí của Diệp Vương lớn quá nhỉ. M. Thanh vừa rơi xuống, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì đúng lúc này Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ. Lần này hắn trực tiếp dùng nhất kiếm vô lượng. Ngay khi nhìn thấy uy lực một kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt người đàn ông trung niên kia lập tức đại biến, Diệp Vương thủ hạ lưu tình, tại hạ. Phụt! Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, chiếc đầu đã trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn xung quanh, còn có ai không? Bốn phía không ai đáp lại. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta nhân từ với các ngươi nên các ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, từng người một đến làm phiền ta hết lần này tới lần khác. Nói đến đây hắn lại lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, bây giờ lập tức cút đi cho ta. Xung quanh, một vài hơi thở đã bắt đầu rút lui. Chỉ chốc lát, những người trong bóng tối đó đều rút khỏi Bắc Cảnh. Trong không trung, Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn trực tiếp cầm kiếm đi tới Tiên Đạo Tông. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, cả Tiên Đạo Tông đều sục sôi. Diệp Huyên của hiện tại vô cùng có tiếng ở đại thế giới huyền hoàng. Không chỉ đơn giản bởi vì hiện tại hắn là chủ nhân của đại thế giới huyền hoàng, còn bởi vì hắn là một kiếm tu, còn là một kiếm tu trẻ tuổi. Hiện giờ ở đại thế giới huyền hoàng có rất nhiều truyền thuyết về Diệp Huyên. Ngay lập tức càng ngày càng nhiều cường giả của Tiên Đạo Tông đi tới trước điện Tiên Đạo. Diệp Huyên vừa tới điện Tiên Đạo, Diệp Liên đã nhanh chóng chạy ra. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp Liên lập tức cười sáng lạn ca. Nói xong nàng vội vàng chạy về phía Diệp Huyên, ngay khi nàng vừa tới trước mặt Diệp Huyên, chuẩn bị nhào vào lòng hắn thì bỗng nàng nghĩ tới gì đó, vội vàng dừng lại, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, giờ phút này đã có vô số đệ tử của Tiên Đạo Tông đang tụ tập lại. Diệp Liên trộm nhìn bốn phía, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Huyên, ca, sao ca lại tới đây? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là đến gặp muội. Thế nào, ở đây mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Diệp Liên gật đầu, thuận lợi, Tiên Đạo Tông của muội bây giờ đã có hơn ngàn người rồi, hơn nữa trong số đó còn có bay cường giả đăng phong cảnh. Không những thế còn có hai cường giả vị chi cảnh. Diệp Huyên cười ha ha, lợi hại, lợi hại. Đương nhiên là hắn biết hai cường giả vị chi cảnh này, bởi vì chính hắn đã phái tới ở bên cạnh bảo vệ Diệp Liên. Có điều những người này sau khi đến Tiên Đạo Tông đều thật lòng thích nơi đây. Bởi vì phúc lợi ở đây không phải tốt bình thường đâu. Đây tất nhiên là bởi vì Diệp Huyên. Toàn bộ Bắc Cảnh, còn có Đại sự ký huyền hoàng, các thế lực lớn thực sự vô cùng chiếu cố Tiên Đạo Tông, khi đệ tử của Tiên Đạo Tông ra ngoài, người khác đều sẽ nể mặt họ ba phần.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết Diệp Huyên thương muội muội của hắn nhường nào. Lúc này đột nhiên Diệp Liên cười nói, ca, muội có quen một tỷ tỷ, nào. Nói xong nàng quay đầu nhìn lại, một cô gái váy đỏ chậm rãi đi tới, khóe miệng mỉm cười vô cùng quyến rũ. Người này chính là Chu Tà Nhi kia. Chu Tà Nhi đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, chúc mừng Diệp Vương, thực lực lại tiến bộ không ít. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên nói, nghe nói người rất quan tâm tới muội muội của mình. Sao, không sợ ta nhắm vào nàng à? Diệp Huyên cười nói, không sợ. Chu Tà Nhi híp mắt lại, đây là cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyên lắc đầu, là vì cho rằng ngươi sẽ không làm vậy. Chu Tà Nhi nhíu mày, hỏi, vì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tôn nghiêm của cường giả. Ngươi và Viên cô nương đều là cường giả bậc nhất. Tuy là kẻ địch của các cô nhưng ta biết các vị có sự kiêu ngạo của mình, các vị sẽ không đi làm mấy chuyện hèn hạ này. Nghe vậy, Chu Tà Nhi im lặng. Cường giả kiêu ngạo. Diệp Huyên phát hiện ra một vấn đề, đó chính là cho tới bây giờ, những đối thủ mà hắn gặp đều rất ít khi dùng cách thấp hèn này để nhắm vào hắn. Bất kể là Viên Tiểu Đao hay mấy cường giả khác trước đây cũng không nhắm vào người thân và bạn bè của hắn. Tại sao? Bởi vì những người này tu luyện đến trình độ này đều mang trên mình một sự kiêu ngạo. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người sẽ như vậy, nhưng bây giờ phần lớn kẻ địch cũng không có kiểu đánh không lại hắn thì nhắm vào Diệp Liên. Mặc dù kẻ địch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng tố chất của những kẻ địch này cũng càng ngày càng cao. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc lắc đầu rồi nở nụ cười, đây là chuyện tốt sao? Trước mặt Diệp Huyên, Chu Tà Nhi lắc đầu nở nụ cười, nàng ta nhìn về phía Diệp Liên, ta nói chuyện với Diệp Huyên một chút. Diệp Liên liếc mắt nhìn hai người họ, vâng. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Diệp Huyên và Chu Tà Nhi tìm một nơi rồi ngồi xuống, chỗ này chỉ có hai người. Chu Tà Nhi nhẹ giọng nói, Diệp Vương, ta không vòng vo với ngươi nữa. Lần này ta thay mặt thần điện tới đây là muốn đàm phán với ngươi. Diệp Huyên cười nói, lúc mới đầu là không định đàm phán đúng không? Chu Tà Nhi lắc đầu, không, sau khi một vị thần bị giết chết, bọn ta đã muốn đàm phán với ngươi rồi. Nhưng bọn ta biết, đàm phán với ngươi sẽ không có kết quả, bởi vì ngươi sẽ không nhường vật chí bảo của Ngũ Duy. Thế nên bọn ta mới gửi gắm hy vọng vào Viên Tiểu Đao, nhưng nàng ta từ bỏ rồi. Không chỉ từ bỏ, mà còn đề nghị bọn ta không được nhắm vào ngươi nữa. Thần điện bọn ta vẫn rất coi trọng lời nói của Viên Tiểu Đao, bởi vì bọn ta hiểu rõ thực lực của nàng ta. Nếu nàng ta lựa chọn từ bỏ thì chắc chắn là nàng ta đã gặp phải thứ gì đó rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ bọn ta không thể không đàm phán. Ngươi thì sao, có đồng ý đàm phán không? Diệp Huyên khẽ nở nụ cười, nếu như ta đoán không sai, giả dụ ta không đồng ý thì mấy người sẽ không ngại bất kỳ giá nào đúng không? Chu Tà Nhi gật đầu, đúng vậy, bởi vì bọn ta không còn sự lựa chọn nào khác. Diệp Huyên cười nói, chỉ bởi vì vật chí bảo của Ngũ Duy đó có thể đưa mấy người đến Ngũ Duy. Chu Tà Nhi chỉ vào tinh không xa xôi, người có biết ở lưỡng giới thiên có bao nhiêu yêu nghiệt tài hoa vượt trội đã bỏ mạng ở đó không? Nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức trên con đường đến Ngũ Duy của lưỡng giới thiên chất đầy các loại xác chết của những yêu nghiệt xuất chúng. Dứt lời. Hai mắt nàng ta dần khép lại, rất nhiều người đã đi đến điểm cuối của tứ duy, nếu như không thể đột phá thì bọn họ sẽ chết già ở đó. Một cường giả rồi một cường giả siêu cấp, cuối cùng lại phải chết già, người có thể hiểu cảm giác của họ không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì vậy mà vật chí bảo Ngũ Duy là một hy vọng của bọn họ, đúng không? Chu Tà Nhi gật đầu, đúng vậy, tất nhiên là bây giờ thần điện ta cũng biết vật chí bảo Ngũ Duy đó đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Chu Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, có thể hợp tác không? Diệp Huyên nói, hợp tác thế nào? Chu Tà Nhi trầm giọng nói, bọn ta muốn mời ngươi đến tổng bộ của thần điện, cũng chính là thần khư chi địa, một vị tiền bối của bọn ta muốn đích thân nhìn thấy vật chí bảo của ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta đi rồi thì còn có thể quay về không? Chu Tà Nhi gật đầu, có thể. Diệp Huyên lắc đầu, ta không tin. Đấy là địa bàn của mấy người mà.
Chu Tà Nhi nói, việc ông ta đến với việc ngươi đi, có gì khác nhau sao? Diệp Huyên trầm ngâm. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, bọn ta không muốn đối địch với ngươi, bởi vì người phía sau ngươi, bọn ta cũng không đủ tự tin để đối phó. Cho dù bọn ta có cướp được bảo vật đó từ tay ngươi, thì người phía sau ngươi trả thù cũng sẽ khiến bọn ta không đỡ nổi. Vì thế bọn ta lựa chọn hợp tác với ngươi, đôi bên cùng có lợi. Bởi vì bọn ta chỉ muốn hiểu rõ Ngũ Duy, muốn đến Ngũ Duy. Nếu như mục đích của bọn ta không đối lập với ngươi, ngươi có thể chọn cách hợp tác với bọn ta, vì việc này rất có lợi. Có lợi. Diệp Huyên cười nói, lợi gì? Chu Tà Nhi cười nói, ví dụ như giải quyết một số vấn đề hiện tại thay ngươi. Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, vấn đề gì? Chu Tà Nhi liếc nhìn phía chân trời, ngươi biết bây giờ có bao nhiêu cường giả cấp bậc mệnh cảnh đang ở trong bóng tối không? Diệp Huyên lắc đầu. Chuyện này hắn thật sự không biết, cường giả cấp bậc mệnh cảnh, bây giờ hắn vẫn chưa thể cảm nhận được đối phương. Chu Tà Nhi cười nói, không dưới 6 người. 6 người. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, thì ra nhiều như vậy. Chu Tà Nhi lại nói, bọn ta có thể thay ngươi chống lại mấy người này, không chỉ như vậy, bọn ta còn có thể giúp ngươi thăng cấp. Đương nhiên, để báo đáp lại, ngươi phải giúp bọn ta hiểu rõ được vật chí bảo của Ngũ Duy. Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không cướp đoạt, bởi vì vật chí bảo đó đã nhận ngươi làm chủ, mục đích của bọn ta chỉ là muốn thông qua nó để hiểu rõ về Ngũ Duy. Nếu như có thể thì mượn nó để bước vào Ngũ Duy. Đương nhiên chuyện này phải xem tình hình có cho phép không, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Chu Tà Nhi cười nói, thế nào? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi nói rất hay, nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới một vấn đề không? Nếu như ta đến thần khư chi địa gì đó của mấy người, vậy coi như đã biến thành miếng thịt trên thớt của mấy người rồi, muốn cắt thế nào còn không phải là do mấy người quyết định sao? Chu Tà Nhi gật đầu, ngươi nói cũng có lý, vậy nên chuyện này phụ thuộc vào lựa chọn của ngươi thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía chân trời rồi cười nói cho ngươi biết một chuyện, càng ngày càng nhiều người sẽ đến đây. Diệp Huyên cười nói, ta với ngươi đến thần khư. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc, nhưng ta có hai điều kiện. Chu Tà Nhi nói thử xem. Diệp Huyên nói, thứ nhất, ta cần hai cường giả cấp bậc mệnh cảnh thay ta trấn thủ đại thế giới huyền hoàng, ta muốn ở đây an toàn, có được không? Chu Tà Nhi trầm ngâm một lát rồi nói, được, bọn ta sẽ cử người đến trấn thủ ở đây. Hai vị cường giả mệnh cảnh là đủ rồi, bởi vì sau khi ngươi rời đi, mấy kẻ đứng đầu cũng sẽ rời đi theo, còn những kẻ không rời đi thì cũng không có uy hiếp gì đối với cường giả cấp bậc mệnh cảnh. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, điều kiện thứ hai thì sao? Diệp Huyên khẽ cười nói, điều kiện thứ hai chính là, ta cần tử khí bản nguyên, để đại thế giới huyền hoàng này hồi phục lại một số tử khí bản nguyên. Hắn biết rằng tử khí bản nguyên của đại thế giới huyền hoàng này đều nằm trong tay thần điện. Mặc dù Tiểu Linh Nhi có thể luyện chế địa tiên đan, nhưng cũng không thể phổ cập hết cho tất cả mọi người ở đại thế giới huyền hoàng. Phải biết, vật liệu luyện chế địa tiên đan vô cùng quý giá, căn bản khó mà luyện chế được lượng lớn. Chu Tà Nhi liếc nhìn Diệp Huyên, người đối xử với người của thế giới này thật sự rất tốt. Diệp Huyên cười nói, có được không? Chu Tà Nhi gật đầu, được, bọn ta có thể cho một số tử khí bản nguyên xuống đại thế giới hoàng huyền này. Diệp Huyên gật đầu, cho ta thời gian một ngày. Chu Tà Nhi nói, được. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Chu Tà Nhi rời khỏi, Diệp Huyên lặng im một lúc, hắn đi về phía đại điện của Tiên Đạo Tông phía xa xa. Trong thời gian một ngày tiếp theo, Diệp Huyên đều ở bên Diệp Liên. Bây giờ ngoài tu luyện, thời gian còn lại hắn đều ở cùng Diệp Liên. Hắn sẽ trân trọng mỗi một khoảnh khắc ở bên cạnh cô bé. Hắn vẫn cảm thấy mình có chút mắc nợ em gái. Bởi vì thời gian hắn bên cạnh cô bé thật sự quá ít rồi. Hơn nữa, thêm việc tháp giới ngục, Diệp Liên đi theo hắn cũng chịu không ít khổ cực. Ngày thứ hai, Diệp Huyên đến trước phòng của Tiểu Thất. Lúc này, gian phòng của Tiểu Thất vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì, song Tiểu Thất vẫn không có ý xuất quan. Diệp Huyên lặng im một lúc. Hắn xoay người nhìn Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi phía sau, khi ta đi,
tất cả mọi chuyện của đại thế giới huyền hoàng sẽ do tiểu thất tạm thời quản lý. Khi đó sẽ có hai cường giả cấp bậc mệnh cảnh ở trong bóng tối, nếu như các ngươi gặp phải chuyện gì thì có thể để bọn họ ra tay. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, đã rõ. Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, ngài thật sự phải đến thần điện sao? Diệp Huyên cười nói, lẽ nào còn là giả sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chuyện này có thể là âm mưu của thần điện. Diệp Huyên khẽ nở nụ cười, không sao, ta nhất định phải đi, bởi vì nếu ta không đi, thần điện sẽ không bỏ qua, những người khác càng không bỏ qua. Ta vẫn phải đi làm mồi nhử mới được. Hắn không đi, đại thế giới huyền hoàng này vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên. Mặc dù hắn từ bỏ tháp giới ngục, nhưng rõ ràng chỉ là tháo gỡ vấn đề cấp bách trước mắt. Bản thân hắn cũng không ngờ được rằng, kiếm tôn này mang theo tháp giới ngục quay lại tìm hắn, sau đó còn ở lại trong tháp giới ngục. Phải nói rằng, đúng là thế sự khó lường. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, vẻ mặt thượng quan Tiên Nhi trở nên hơi phức tạp. Đi theo Diệp Huyên đến bây giờ, nàng ấy phát hiện Diệp Huyên thật ra rất khổ, hắn chưa từng rảnh rỗi một khắc nào. Diệp Huyên nhìn về phía Khương Cửu, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, nơi này vẫn có chút phức tạp, rất nhiều người có tâm địa, không được bất cẩn khinh địch, rõ chưa? Khương Cửu gật đầu, lần này ngài đến thần khư chi địa cũng phải cẩn thận. Diệp Huyên cười nói, yên tâm đi, ta vẫn có bản lĩnh thoát thân mà. Sau khi dặn dò hai người con gái này một số chuyện, Diệp Huyên đến trạch viện của An Lan Tú. Lúc này An Lan Tú cũng chưa xuất quan. Sau khi ăn xong viên địa tiên đan đó, An Lan Tú đã bắt đầu bế quan cho đến bây giờ. Hắn biết, cho dù là tiểu thất hay An Lan Tú, sau này gặp lại, thực lực của hai người họ chắc chắn đều thay đổi triệt để. Sau khi trầm ngâm một lúc, Diệp Huyên xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên đã đến một tinh không mênh mông. Mà Chu Tả Nhi đó đã chờ đợi cũng lâu rồi. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, xin mời. Chu Tả Nhi gật đầu, Diệp Vương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhiều ràng buộc chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Chu cô nương có người thân không? Chu Tả Nhi nhẹ giọng nói, đương nhiên có, nhưng cũng có một số người đã hóa thành bụi trần. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương không có người để quan tâm sao? Chu Tả Nhi cười nói, người muốn nói cái gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu như một người không có lấy một vài bạn bè, không có người thân để quan tâm thì người này có lẽ khá đáng thương. Còn sự ràng buộc mà Chu cô nương nói, thứ cho ta nói thẳng, lúc cha mẹ sinh ra chúng ta, lẽ nào chúng ta khi nhỏ không phải là một loại ràng buộc, một loại phiền phức đối với họ hay sao? Chu Tả Nhi đang định nói gì đó thì đúng lúc này ở nơi đây bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian xung quanh hai người trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, vô số xiềng xích màu đỏ như máu đột nhiên trải rộng xung quanh hai người. Dị biến xảy ra bất ngờ này khiến cho đám người Diệp Huyên nhíu mày lại. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tả Nhi, người của các ngươi. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều, đây không phải là người của thần điện bọn ta. Không phải là người của thần điện. Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, nếu không phải là người của thần điện. Vậy thì là ai? Lúc này không gian xung quanh hắn và Chu Tả Nhi đột nhiên trở nên hư ảo. Những xiềng xích màu đỏ quỷ dị đó. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tả Nhi vung tay một cái, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào ra từ trong tay nàng ta. Ầm ầm. Trong phút chốc, không gian xung quanh bỗng chấn động một trận dữ dội. Nhưng những xiềng xích màu đỏ đó lại không hư hại chút nào. Những xiềng xích màu đỏ này giống như một lồng giam, cứ thế vây hãm hại người này tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Tả Nhi cau mày lại. Bấy giờ, Diệp Huyên chợt nói, gọi cứu viện. Chu Tả Nhi nhìn về phía Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu đối phương đã biết lai lịch của ta và ngươi, nhưng vẫn dám ra tay, ngươi cảm thấy đối phương là người bình thường sao? Mau gọi người. Chu Tả Nhi nhìn lướt bốn phía. Không ngờ rằng thần điện ta vừa mới hợp tác được với ngươi thì đã có người nhảy ra rồi. Diệp Huyên cũng không ngờ được. Vẫn luôn có người lén lút chờ thời cơ hành động. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, người của ta còn nửa canh giờ nữa mới tới, chúng ta phải chống đỡ qua nửa canh giờ. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này, những xiềng xích màu đỏ đó bỗng bắt đầu chuyển động qua lại như con thoi.
Ngay sau đó, từng luồng sức mạnh cực lớn lao về phía Diệp Huyên và Chu Tả Nhi. Chu Tả Nhi hơi thay đổi sắc mặt, đây là kết giới. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, dùng kiếm của ngươi đi. Kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên gật đầu, hắn rút kiếm ra rồi chém một phát. Vút. Kiếm Thiên Chu chém như bay. Ầm. Trước mặt Diệp Huyên, một sợi dây xiềng xích màu đỏ như máu trực tiếp bị chém đứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Chu Tả Nhi thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng khó coi bởi vì sợi dây xiềng xích màu đỏ bị chém đứt đó lại tự động nối liền lại. Không chỉ như vậy, huyết dịch khắp cơ thể nàng ta và Diệp Huyên lại bắt đầu sục sôi, giống như sắp nổ tung cả mạch máu vậy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhắm vào huyết dịch. Hai mắt Diệp Huyên từ từ khép lại, rất nhanh sau đó huyết dịch trong cơ thể hắn dần dần bình thường trở lại. Đùa à! Huyết dịch của hắn có sinh mệnh, hơn nữa còn có tính khí, sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi huyết dịch khác được. Nhưng sắc mặt Chu Tả Nhi lại càng ngày càng khó coi rồi. Diệp Huyên nhìn Chu Tả Nhi, Chu cô nương cần ta giúp không? Chu Tả Nhi nhẹ giọng nói, không cần. Dứt lời, hai tay nàng ta đột nhiên ép xuống dưới. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào ra từ trong cơ thể nàng ta, trong phút chốc, huyết dịch trong cơ thể nàng ta khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này không gian xung quanh hắn và Chu Tả Nhi đột nhiên biến thành một biển máu. Không chỉ như vậy, những xiềng xích màu đỏ như máu đó giống như lưỡi đao, cứ thế lao về phía hắn và Chu Tả Nhi mà cắt chém. Ầm ầm, tinh không vô tận xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt, giống như đang động đất vậy, vô cùng đáng sợ. Trong mắt Chu Tả Nhi lóe lên vẻ nghiêm nghị, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi tự cẩn thận. Nói xong, hai tay nàng ta đột nhiên hợp lại. Ầm, một luồng sức mạnh vô hình bỗng thoát ra từ trong cơ thể nàng ta, luồng sức mạnh này chặn biển máu xung quanh lại. Mà lúc bấy giờ, trong biển máu xung quanh ấy chợt xuất hiện một vài gương mặt quỷ đỏ như máu. Những gương mặt quỷ này cực kỳ dữ tợn, gầm lên giận dữ, giống như ác quỷ ở nơi sâu nhất của địa ngục. Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mắt Chu Tả Nhi bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, ngươi. Ngươi là huyết tổ. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tả Nhi, huyết tổ, là ai? Chu Tả Nhi trầm giọng nói, một cường giả không kém gì kiếm tôn. Không kém kiếm tôn. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị. Thực lực của kiếm tôn, hắn hiểu rất rõ. Mặc dù kiếm tôn có thể cũng chỉ là cường giả mệnh cảnh, nhưng chắc chắn không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Dù sao cùng một cảnh giới cũng phân mạnh yếu. Mà huyết tổ gì đó trước mắt này chắc chắn cũng không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường, nếu không thì Chu Tả Nhi sẽ không kiêng dè như vậy. Chu Tả Nhi nhìn chằm chằm về phía xa xa, lẽ nào các hạ cũng muốn vật chí bảo của ngũ duy? Lúc này, trong biển máu đột nhiên truyền đến một giọng cười. Vật chí bảo của ngũ duy ai mà không muốn có chứ. Nhưng lần này lão phu đến là bởi vì huyết mạch của tên nhóc bên cạnh cô. Vì huyết mạch của Diệp Huyên. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyên, có chút không hiểu. Diệp Huyên cũng hơi sững sờ, đến vì huyết mạch của mình. Huyết tổ cười nói, nghe đồn huyết mạch của Diệp Vương không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết mạch của ngươi lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì bởi huyết pháp của ta. Có lẽ không phải là huyết mạch bình thường. Diệp Huyên nhìn về phía trước, các hạ đến vì huyết mạch của ta. Huyết tổ cười lớn, đúng vậy, Diệp Vương, ngươi cũng đừng phản kháng nữa. Trong huyết trận của ta, đừng nói là hai người như ngươi, cho dù cô gái váy trắng phía sau ngươi ra tay cũng vô dụng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Chu Tả Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói, gã ta muốn chiếm đoạt huyết mạch của ngươi. Gã ta dựa vào cái này để mạnh lên, không ngừng chiếm đoạt huyết mạch của người khác, huyết mạch càng tốt thì càng có giá trị với gã ta. Chiếm đoạt huyết mạch của mình. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, nếu như có con át chủ bài gì thì đừng giấu nữa. Diệp Huyên nhìn Chu Tả Nhi, Chu cô nương, dù gì ngươi cũng là cường giả siêu cấp của thần điện mà. Không phải lúc này nên thể hiện hay sao? Chu Tả Nhi lặng im giây lát. Sau đó nàng ta chợt vung tay phải một cái, một vầng trăng tròn bay ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Nhưng ngay sau đó, vầng trăng này trực tiếp bị vô số gương mặt máu nhấn chìm. Chu Tả Nhi khẽ nói, trong huyết trận này,
ta không làm gì được hắn. Nói xong, nàng ta nhìn về phía huyết tổ, chắc là ngươi đã bày trận ở đây rất lâu rồi, nhưng điều khiến cho ta bất ngờ là thần điện ta lại không hề hay biết gì cả. Huyết tổ cười nói, cô cho rằng thần điện không gì không làm được sao? Ha ha! Cùng với tiếng cười vang của huyết tổ, một luồng huyết ảnh đột nhiên đánh về phía Diệp Huyên. Sắc mặt Chu Tà Nhi hoàn toàn thay đổi, nàng ta định ra tay nhưng vô số gương mặt máu đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng ta, sau đó nhấn chìm nàng ta như thủy triều vậy. Mà bấy giờ huyết ảnh đó đã bổ nhào đến trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó Diệp Huyên nhìn thấy một gương mặt này chính là huyết tổ. Huyết tổ nở nụ cười dữ tợn, đừng dãy giụa. Nói xong, gã ta lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không hề dãy giụa. Mặc cho huyết tổ đó lao vào trong cơ thể hắn. Huyết tổ vừa vào trong cơ thể Diệp Huyên, một luồng huyết mang cuộn trào ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, cùng lúc đó, hai mắt Diệp Huyên chợt hóa thành biển máu. Ha ha! Bấy giờ, giọng nói của huyết tổ bỗng vang lên từ trong đầu Diệp Huyên, quả nhiên là huyết mạch cực phẩm, ha ha! Trong tiếng cười tràn ngập sự hưng phấn, thậm chí còn có chút điên cuồng. Bởi vì đã rất lâu rồi gã ta chưa từng thấy loại huyết mạch cực phẩm này. Không đúng, từ trước đến nay gã ta chưa từng thấy huyết mạch cực phẩm như thế này. Đúng lúc này, huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên sục sôi, sau đó một luồng huyết mạch chi lực trực tiếp xông tới huyết mạch của huyết tổ. Huyết mạch phong ma bắt đầu phản kích. Trong đầu Diệp Huyên lại vang lên giọng nói khinh thường của huyết tổ còn muốn phản kích. Đúng là nực cười, nực cười. Đột nhiên giọng nói của huyết tổ trở nên sợ hãi, sao có thể chứ, không thể nào. Đây là huyệt mạch gì vậy? Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đầu Diệp Huyên, trong chốc lát, giọng nói của huyết tổ đã biến mất hoàn toàn. Còn khí tức trong cơ thể Diệp Huyên lại tăng lên một cách điên cuồng, tốc độ tăng của nó vô cùng đáng sợ, giống như núi lửa đột nhiên phun trào vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Biển máu xung quanh bắt đầu chảy về phía Diệp Huyên. Hấp thụ. Diệp Huyên còn điên cuồng hấp thụ những huyết dịch đó. Không đúng, không phải là Diệp Huyên đang hấp thụ, là huyết mạch của hắn đang tự mình hấp thụ. Hắn không thể khống chế được nữa rồi. Bởi vì sau khi thôn tính huyết tổ, hắn đã muốn dừng lại rồi. Bởi vì nguồn năng lượng quá khủng bố, cơ thể hắn sắp không chịu được nữa. Nhưng huyết mạch chi lực của hắn không muốn dừng lại, không phải là không muốn dừng mà căn bản là không dừng được. Huyết mạch của hắn vẫn đang điên cuồng hấp thụ, còn hắn thì vốn dĩ không thể ngăn cản được. Huyết mạch chi lực này một kích hoạt thì sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Sau khi thôn tính huyết tổ, huyết mạch chi lực mạnh đến mức Diệp Huyên cũng ngây cả người. Bây giờ hắn đang ngây như phỗng. Hắn không biết rốt cuộc huyết dịch này của mình đã đạt đến mức độ nào rồi, nhưng hắn biết nếu như cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ bị chính huyết dịch của mình giết chết mất. Bởi vì da rẻ khắp người hắn đã bắt đầu rạn nứt rồi. Thân xác hắn đã không thể chịu nổi huyết mạch chi lực này nữa. Chuyện này nói ra, ai tin? Thân xác không thể chịu nổi huyết mạch. Mà vấn đề là, sau khi huyết mạch này thôn tính huyết tổ, nó vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn muốn thôn tính biển máu ở bốn phía xung quanh. Lúc này, Diệp Huyên bỗng gào thét lên, dừng lại, mau dừng lại, không thể chống đỡ được nữa. Ta. Phía xa xa, Chu Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyên với gương mắt ngơ ngác. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ đầu óc nàng ta cũng có chút tê liệt. Đúng lúc này, một luồng huyết mang cực mạnh cuộn trào ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, luồng huyết mang cực mạnh này trực tiếp đánh bay Chu Tà Nhi ra xa mấy trăm trượng. Sau khi Chu Tà Nhi dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, trong ánh mắt là vẻ khó mà tin được chuyện này. Sao có thể? Xa xa, khí tức của Diệp Huyên vẫn đang tăng vọt một cách điên cuồng, mà biển máu xung quanh đã bị hắn hấp thụ sắp hết rồi. Nhưng tình trạng cơ thể hắn càng ngày càng nguy rồi. Huyết dịch ngày càng mạnh lên, nhưng huyết dịch này căn bản là mặc kệ thân xác hắn. Diệp Huyên đột nhiên gào lên, nếu ngươi còn không dừng lại thì ta sẽ bị ngươi giết chết đấy. Nhưng huyết mạch đó vẫn không dừng lại, còn lúc này rất nhiều nơi trên khắp cơ thể hắn đã nứt hết. Song lại không có máu chảy ra, chuyện này vô cùng quỷ dị. Bấy giờ, Diệp Huyên ngã thẳng xuống, trong mắt hắn tràn đầy sự hoang mang,
lão tử bị chính mình hại chết rồi. Chấm 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 chấm. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi. Vì nguồn huyết mạch này vẫn chưa có ý định dừng lại. Nó là ma quỷ sao? Thứ này chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến hắn. Chính vào lúc này, huyết dịch trong toàn bộ cơ thể hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó dần dần khôi phục vẻ yên ổn trở lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đã trở thành bộ dáng sống dở chết dở. Rất thảm. Thân xác hắn hoàn toàn tan nát tả tơi, gần như rệu rã triệt để. Chu Tả Nhi quan sát nhìn Diệp Huyên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Huyết tổ đâu? Đây là nghi vấn của nàng ta lúc này. Vừa rồi nàng ta đã tận mắt nhìn thấy huyết tổ tiến vào cơ thể của Diệp Huyên, nhưng hiện tại, nàng ta không thể cảm nhận được khí tức của huyết tổ. Hết rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Chu Tả Nhi trở nên có chút khó coi. Một lúc sau, nàng ta lấy ra một viên nguyên tinh màu tím đậm đưa cho Diệp Huyên uống, chẳng mấy chốc, khí tức của Diệp Huyên đã khôi phục một chút. Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt, ta vẫn chưa chết sao? Chu Tả Nhi cười nói, người nói xem. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó hắn lấy ra một bình ngọc màu trắng, hắn mở nắp bình ngọc màu trắng ra, uống cạn một hơi. Nước suối sinh mệnh. Khi suối sinh mệnh vào trong cơ thể của Diệp Huyên bắt đầu khôi phục với một tốc độ cực nhanh. Nước suối sinh mệnh. Trong mắt Chu Tả Nhi lóe lên một tia kinh ngạc, người vậy mà lại có loại thần vật này. Làm sao mà ngươi có được nó? Diệp Huyên nói, nhặt được. Nói đoạn, hắn lại lấy ra một bình khác uống cạn, bởi vì hắn cảm thấy một bình suối sinh mệnh khôi phục có chút chậm. Sắc mặt Chu Tả Nhi có chút khó coi, ngươi uống cái này như nước lã như vậy sao? Ngươi có biết nước suối sinh mệnh này quý giá như thế nào không? Ngay cả là cường giả đột phá mệnh cảnh cũng khó mà có được một giọt, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên lại lấy ra một bình khác uống cạn. Biểu cảm trên mặt của Chu Tả Nhi cứng đờ lại. Sau khi uống hết ba bình nước suối sinh mệnh, Diệp Huyên liền cảm thấy toàn thân bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì hắn đã hồi phục được 50-60% rồi. Chu Tả Nhi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi đã giết cây sinh mệnh kia rồi không? Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tả Nhi, người nghĩ cái gì vậy hả? Ta với nó là bạn tốt, lúc ta đi, nó đã tặng ta một ít nước suối sinh mệnh. Chu Tả Nhi có chút bực tức nói, người với nó là bạn. Sao nó có thể quen ngươi được chứ? Sao có thể làm bạn với ngươi được chứ? Diệp Huyên có chút không giải thích được, sao không thể làm bạn chứ? Ta với nó là bạn rất tốt đó. Chu Tả Nhi gật đầu, được được. Ta mặc kệ các ngươi có phải là bằng hữu hay không, thế ta hỏi ngươi lần nữa, huyết tổ đâu? Huyết tổ. Diệp Huyên chớp mắt, hắn đi rồi. Chu Tả Nhi đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi coi ta là con ngốc sao? Diệp Huyên. Chu Tả Nhi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn rốt cuộc sao rồi? Diệp Huyên trầm mặc. Chu Tả Nhi hít một hơi thật sâu, rồi nói, không phải hắn chết rồi chứ? Diệp Huyên cười nói, đoán xem. Chu Tả Nhi nhìn sâu vào mắt Diệp Huyên, ngươi cũng giỏi thật đấy. Một vị cường giả mạnh như thế, cứ như vậy bị ngươi âm thầm giết chết rồi. Giờ phút này, trong lòng nàng ta cảm thấy có chút kiêng dè Diệp Huyên. Tên Diệp Huyên này quá thần bí rồi. Thực lực của huyết tổ kia nàng biết rất rõ, đó là một cường giả có thể so sánh với kiếm tôn. Vậy mà, cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà không còn nữa rồi. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, có thể đợi ta một lát không? Đợi ta trị thương xong, chúng ta sẽ lên đường đến thần khư vùng đất thần. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, hắn thật sự chết rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, chết rồi. Người chết rồi thì không thể chết thêm một lần nữa được nữa. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyên, sao ngươi làm được? Diệp Huyên cười nói thật, ta thật sự không có làm gì cả, là hắn tự sát. Hắn vậy mà lại nói sự thật. Nếu như huyết tổ kia trực diện đấu với hắn, hắn nhất định đánh không lại được, nhưng đối phương lại cứ một mực ngạo mạn chạy tới định nuốt huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn dễ nuốt như vậy sao? Đó là huyết mạch mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể điều khiển được. Không thể không nói, sức mạnh của huyết mạch này thật quá dị thường. Chu Tả Nhi liếc nhìn Diệp Huyên một cái, ngươi trị thương trước đi. Nói đoạn.
nàng ta lùi sang một bên. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Tuy rằng hắn đã nuốt huyết tổ kia, nhưng hắn phát hiện, bản thân vốn chẳng có chút thay đổi nào. Một chút thay đổi cũng không có. Thậm chí trở nên mạnh hơn một chút xíu cũng không có. Điều này khiến hắn cảm thấy không tài hiểu nổi. Một lúc sau, Diệp Huyên dường như đã hiểu ra một chút. Lần này, là sức mạnh của huyết mạch trở nên mạnh hơn rồi. Không có liên quan gì đến hắn cả. Cũng không đúng, phải nói là sức mạnh của huyết mạch đã trở nên khủng bố hơn lúc trước, nhưng, cảnh giới của bản thân hắn chẳng có gia tăng chút nào cả. Mà nếu hắn muốn có được sức mạnh của huyết mạch này, thì trước tiên hắn phải thúc giục sức mạnh huyết mạch này. Nhưng nếu hắn không thúc giục, sức mạnh của huyết mạch này sẽ không có tác dụng gì. Nói một cách đơn giản, huyết mạch tương đương với một cá thể đơn độc, đương nhiên, cá thể đơn độc này cũng là một bộ phận của Diệp Huyên, bởi vì huyết mạch này cần phải dựa vào hắn để sinh tồn, nhưng hiện giờ hắn vẫn không có cách nào để hoàn toàn khống chế được huyết mạch này. Nhất là hiện giờ, sau khi huyết mạch này hấp thụ huyết tổ kia thì lại càng thêm khủng bố hơn. Huyết mạch này đã đạt đến trình độ gì rồi? Hắn cũng không biết, cũng không dám dùng. Bởi vì trước khi huyết mạch này vẫn chưa hấp thụ huyết tổ, hắn đã có chút không khống chế nổi rồi. Mà hiện tại, sau khi hấp thụ huyết tổ này, hắn cũng không biết huyết mạch này đã đến cấp bậc gì, vì thế cho nên hắn hoàn toàn không dám thúc giục nó, bởi vì một khi không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị huyết mạch của chính mình giết chết. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, huyết mạch này cũng quá quái dị rồi. Trực giác nói cho hắn biết. Hiện giờ huyết mạch này đã đạt tới một tồn tại khủng bố cực hạn rồi. Một khi hắn thúc giục huyết mạch này, hoặc là địch chết, hoặc là hắn chết, hoặc là tất cả cùng chết. Một lúc sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay, đây là chiếc nhẫn mà vừa nãy hắn lấy được từ trong tay huyết tổ. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa muốn mở chiếc nhẫn này ra, bởi vì trong chiếc nhẫn này có ba đạo cấm chế, hắn không dám cưỡng ép, bởi vì nếu cưỡng ép, rất có thể sẽ khiến cho chiếc nhẫn này tự hủy, mà hắn lại không tin tưởng Chu Tả Nhi kia, vì thế tạm thời chỉ có thể từ bỏ món đồ bên trong chiếc nhẫn như vậy. Diệp Huyên cất chiếc nhẫn đi, sau đó bước đến bên cạnh Chu Tả Nhi, cười nói, Chu cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tả Nhi liếc nhìn Diệp Huyên một cái, nghỉ ngơi xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, cũng tương đối rồi. Chu Tả Nhi do dự một lúc, rồi nói, Diệp Vương, suối sinh mệnh kia. Có phải ngươi có rất nhiều không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không có, có một chút tích trữ nhưng vừa rồi đã bị ta uống hết rồi. Thật đó. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyên, ta không muốn uống không của ngươi, ta muốn mua một bình, thế nào? Diệp Huyên lắc đầu, không có, ta thật sự đã hết rồi. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, nửa bình, thì sao? Diệp Huyên đang định nói, thì Chu Tả Nhi kia lại nói, ta nguyện ý. Diệp Huyên đột nhiên sửng sốt nói, người nguyện ý lấy thân báo đáp. Chu Tả Nhi đột nhiên vung tay phải. Bốp! Diệp Huyên trực tiếp bị hất xa mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Chu Tả Nhi kia còn muốn ra tay thêm lần nữa, Diệp Huyên vội vàng nói, đùa thôi mà. Chu Tả Nhi dừng lại, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tả Nhi, hắn mỉm cười. Sau đó phất tay phải, hai bình ngọc màu trắng xuất hiện trước mặt Chu Tả Nhi. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, hai bình này coi như tặng cho Chu cô nương. Chu Tả Nhi hơi nhướng mày, tặng cho ta. Diệp Huyên gật đầu, tặng cho ngươi. Chu Tả Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết thứ này quý giá như thế nào không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Chu Tả Nhi hỏi, thế mà ngươi còn tặng cho ta? Diệp Huyên cười nói, sao thế, không muốn sao? Chu Tả Nhi nhận lấy hai bình suối sinh mệnh kia, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, N Huệ này, ta ghi nhớ. Diệp Huyên cười, không nói gì. Một lúc sau, hai người tiếp tục lên đường. Đến vùng đất thần khư. Cũng chính là xào huyệt thực sự của thần điện. Hai ngày sau, Diệp Huyên phát hiện xung quanh đột nhiên xuất hiện một vài khí tức lớn mạnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Lúc này, Chu Tả Nhi đột nhiên nói, là người của chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cười nói, hộ tống hộ giá sao? Chu Tả Nhi nói, có thể coi là như vậy. Nói đoạn,
Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể không trả lời. Diệp Huyên cười nói, hỏi đi. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, cô gái váy trắng phía sau ngươi kia, thực lực của cô ấy rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cô gái váy trắng. Đối với người con gái này, hiện giờ mọi người trong toàn bộ vũ trụ bốn chiều đều đang lấy làm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cường giả như thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, rồi nói, rốt cuộc nàng ấy mạnh đến cỡ nào, ta cũng không biết. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cũng không biết sao. Diệp Huyên gật đầu, không biết. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương có thể nói thử thần điện các cô nhìn nhận nàng ấy thế nào không? Chu Tà Nhi sau một hồi trầm mặc, hỏi thâm sâu khó lường. Thâm sâu khó lường. Diệp Huyên cười nói, thế các người vẫn còn liều mạng nhắm vào ta sao? Chu Tà Nhi liếc nhìn Diệp Huyên một cái, bọn ta đúng là có suy nghĩ như vậy, nếu như nàng ta thực sự là vô địch đương thế, vậy tại sao không trực tiếp xông đến thần điện của bọn ta? Mà nàng ta không hề làm như vậy, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, là nàng ta đang bị thứ gì đó kìm hãm, thứ hai, mặc dù thực lực của nàng ta rất mạnh, nhưng nàng ta cũng không hề mạnh như bọn ta nghĩ. Mà nàng ta không dám đến thần điện của bọn ta, là vì nàng ta kiêng dè thần điện của bọn ta. Vì vậy, bọn ta đặt cược vào lý do thứ hai. Diệp Huyên trầm mặc. Chu Tà Nhi lại nói, nhưng, với sự điều tra thấu đáo của bọn ta, cộng thêm sự xuất hiện của đám người phía sau ngươi. Bọn ta càng cho rằng, có lẽ bọn ta đã đánh giá thấp nàng ta rồi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng cảm thấy các người đã đánh giá thấp nàng ấy rồi. Mặc dù hắn không biết cô gái váy trắng kia rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết, nàng tuyệt đối không phải là người mà người bình thường có thể đối đầu. Phải biết rằng, đại ca ở tầng 8 của tháp giới ngục kia mạnh đến mức nào. Nhưng không phải cũng phải kiêng dè cô gái váy trắng kia sao? Theo như hắn ta thấy, thần điện này có khả năng còn không bằng tầng thứ 8 này. Chu Tà Nhi nhẹ giọng nói, hiện giờ ta đã hiểu Viên Tiểu Đao một chút rồi. Sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, nàng cũng phát hiện Diệp Huyên thật sự có chút đáng sợ. Không nói đến cái khác, chỉ nói trước đó không lâu, huyết tổ kia chết như thế nào, đến giờ nàng vẫn chưa biết. Đó là một vị cường giả cấp bậc mệnh cảnh mà. Diệp Huyên mỉm cười, đang định lên tiếng, lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, chúng ta tới nơi rồi. Thần Khư Chi Địa. Diệp Huyên ngẩng đầu, cách đó không xa có một là một dãy núi dài vô tận. Núi non trùng trùng điệp điệp không thấy điểm cuối. Mà trên đỉnh núi, Diệp Huyên lờ mờ nhìn thấy một vài bóng người. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tà Nhi sau đó nhẹ giọng nói, đây chính là Thần Khư Chi Địa, một trong những thế lực mạnh nhất của vũ trụ tứ duy hiện tại. Diệp Huyên gật đầu, Chu cô nương, bên trong thần điện thế nào rồi? Chu Tà Nhi cười nói, người muốn hỏi chúng ta đã có chủ hòa thì cũng có chủ chiến nữa, đúng không? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Chu Tà Nhi nói, có chủ chiến. Nghe vậy, Diệp Huyên xoay người bước đi. Lúc này, Chu Tà Nhi chặn trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, ngươi sợ cái gì, không phải đã nói với ngươi là cũng có người theo tư tưởng chủ hòa sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy lần này ta đi vào e là rất khó ra ngoài được. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, ta cứu ngươi ra ngoài. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, Chu cô nương, ngươi nói nghiêm túc à? Chu Tà Nhi gật đầu, ngươi yên tâm, cho dù là kẻ thù nhưng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn này để đối phó với ngươi đâu. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ cứu ngươi ra khỏi Thần Khư Chi Địa. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, ngươi chắc chắn là có thể cứu được. Chu Tà Nhi cười nói, chắc chắn cứu được. Lời nói mạnh mẽ tràn đầy tự tin. Diệp Huyên nhìn qua Chu Tà Nhi, thân phận của Chu Tà Nhi ở thần điện khẳng định không đơn giản. Chu Tà Nhi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng ta đi về phía đằng xa. Diệp Huyên nhún vai rồi cũng đi theo. Chỉ chốc lát hai người đã đi tới một ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi có một tòa thành cổ lơ lửng. Tòa thành không lớn lắm nhưng hơi thở lại tràn ngập phong cách cổ xưa, đã tồn tại từ lâu đời. Thần Khư Thành. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương. Thần điện của cô cũng có sư tổ gì đó phải không? Chu Tà Nhi cười nói có, nhưng chắc chắn sư tổ của chúng ta không biết ngươi. Cho nên ngươi đừng có ảo tưởng gì nữa.
Diệp Huyên. Chu Tà Nhi nói, đi thôi. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên vào thành. Sau khi đi vào thành, Diệp Huyên phát hiện bên trong có khá nhiều người. Chu Tà Nhi cười nói, rất bất ngờ. Diệp Huyên thấp giọng nói, không phải các người muốn tiêu diệt nhân loại sao? Chu Tà Nhi cười cười, nhân vương nói với ngươi à? Diệp Huyên gật đầu. Chu Tà Nhi cười nói, đã từng, chúng ta và nhân tộc của đại thế giới huyền hoàng đã có mâu thuẫn rất lớn, nhưng sau đó chúng ta không thèm làm kẻ địch với bọn họ nữa. Ngươi cũng biết vì sao mà. Diệp Huyên lắc đầu. Chu Tà Nhi khẽ nói, bởi vì sau khi rời khỏi đại thế giới huyền hoàng, chúng ta phát hiện ra vũ trụ rộng lớn hơn, phát hiện ra sự đa nguyên hóa của vũ trụ. Vũ trụ này không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc và một vài tộc khác, rất nhiều rất nhiều. Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bất luận là nơi nào đi chăng nữa cũng đều có đấu tranh. Năm đó nếu chúng ta không đủ mạnh thì người bị diệt chính là chúng ta. Hơn nữa sở dĩ nhân tộc của đại thế giới huyền hoàng bị giết cũng không hoàn toàn do chúng ta, còn vì tranh đấu nội bộ của nhân tộc nữa. Năm đó bởi vì nội bộ của nhân tộc tranh giành nhau trước, sau đó chúng ta mới thừa cơ lợi dụng. Diệp Huyên im lặng. Chu Tà Nhi cười nói, đừng nghĩ nhiều, ân oán giữa thần tộc và nhân tộc giống như là cuộc chiến đấu giữa hai thế lực. Đây đều là những ân oán trước kia, không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại chúng ta cũng sẽ không nhắm vào đại thế giới huyền hoàng của ngươi. Nói xong nàng ta nhìn về phía đằng xa, tới rồi. Diệp Huyên nhìn lại, phía trước mặt cách hắn không xa là một mảnh rừng trúc, có một ông lão đang ngồi trước rừng trúc, ông lão mặc bộ quần áo gai, tóc búi cao và đang ngồi câu cá. Diệp Huyên hỏi, thủ lĩnh của các người. Chu Tà Nhi gật đầu, đúng, đi thôi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, nếu ông ta ra tay, tỷ lệ ta chạy thoát thành công là bao nhiêu? Chu Tà Nhi cười nói, người đoán xem. Diệp Huyên nhún vai, sau đó cất bước đi tới. Lúc này, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, ngồi đi. Diệp Huyên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ông lão lại nói, cùng nhau câu cá đi. Lời nói vừa dứt, một chiếc cần câu lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, ta không biết câu cá. Ông lão cười nói, ngay từ đầu ta đã cho rằng ngươi bộc lộ tài năng, tuổi trẻ khí thịnh, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ngươi làm cho ta thật sự bất ngờ. Bởi vì ngươi của hiện tại vẫn sắc sảo và chính trực như trước, nhưng lại ngầm ẩn chứa minh cảnh đỉnh cao. Thật là hiếm thấy. Diệp Huyên cười nói, vẫn chưa phải là đối thủ của tiền bối. Ông lão lắc đầu, sao lại phải so với ta? Nếu thật sự muốn so sánh thì cũng là so sánh với ta khi đang ở độ tuổi giống như ngươi bây giờ. Còn ta khi ở tuổi này giống ngươi hẳn là cũng không bằng ngươi được. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, thật ra ta cũng rất bất ngờ, bởi vì ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ ngồi ở đây nói chuyện với thần điện như thế này. Ông lão khẽ nói, thực lực của người đứng sau ngươi làm chúng ta không thể không nói chuyện với ngươi như này. Nếu như ngươi chỉ có một mình đơn độc, ngươi căn bản không có cơ hội tới đây ngồi nói chuyện với ta. Diệp Huyên cười nói, tiền bối thật thẳng thắn. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi là một người thông minh, nói chuyện thẳng thắn với ngươi cũng tốt. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối có thể đại diện cho thần điện không? Ông lão gật đầu, có thể. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương nói thần điện muốn hợp tác với ta, hợp tác thế nào đây? Tiền bối nói thẳng đi. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, ta có thể nhìn chiếc tháp đó không? Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong hắn mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên cũng không kiêng dè gì cả, trực tiếp đưa tháp giới ngục tới trước mặt ông lão cũng không có tiếp nhận, ông ta đưa mắt đánh giá tháp giới ngục một lượt. Trong mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp, quả thật là vật thuộc về ngũ duy. Xem xong ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu thật có phúc khí thâm hậu. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải đều là chuyện tốt. Có thứ này trong tay, những năm gần đây ta đều không dễ dàng trải qua. Ông lão cười nói, phúc họa sóng đôi. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối có thể nói xem hợp tác thế nào được rồi. Ông lão nói, hợp tác, rất đơn giản. Tiểu hữu nói cho chúng ta biết tất cả những gì ngươi biết về chiếc tháp này, để chúng ta hiểu rõ về ngũ duy một chút, đổi lại, chúng ta có thể trợ giúp tiểu hữu rất nhiều. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, chỉ đơn giản thế thôi sao?
Ông lão cười ha ha, tất nhiên rồi, nếu tiểu hữu tặng vật đó cho chúng ta thì cũng được mà. Diệp Huyên đưa cho ông lão, này, tặng cho tiền bối. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta thật sự nghiêm túc. Ông lão nhìn Diệp Huyên thật sâu, sau đó cười nói, xem ra nhân quả vật đó mang lại không phải dạng lớn bình thường đâu. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không cần. Ông lão nhìn qua tháp giới ngục, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tiểu hữu cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Diệp Huyên nở nụ cười. Sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Chu Tà Nhi xuất hiện bên cạnh ông lão, còn có một đàn ông trẻ tuổi đi ra cùng Chu Tà Nhi. Đàn ông mặc một bộ trường bào màu trắng, giữa lông mày còn có một ấn ký màu đen. Ông lão nhẹ giọng nói, Chu Thanh, cháu xem làm thế nào. Đàn ông áo bào trắng trầm ngâm một lát, sau đó nói, ban nãy hắn nói tặng vật kia cho ông nội, không giống như là nói đùa. Vật quan trọng như vậy mà hắn thật sự không cần sao. Ông lão cười nói, vậy cháu cảm thấy ta có nên nhận hay không? Chu Thanh thấp giọng nói, không nên. Ông lão nhìn về phía Chu Thanh, tại sao? Chu Thanh thấp giọng nói, bởi vì ông vẫn chưa có giơ tay cầm lấy. Ông lão cười ha ha, cháu đúng là đồ láo cá. Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn theo hướng Diệp Huyên rời đi đằng xa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, vật đó, thần điện ta không thể muốn được. Chu Thanh hỏi, tại sao? Ông lão khẽ nói, bởi vì ta không nhìn ra nhân quả của vật kia. Vật này là chí bảo ngũ duy, hẳn là mang theo một số nhân quả khó có thể biết rõ, nếu ta muốn có nó thì những nhân quả này sẽ lây nhiễm lên người ta. Một số nhân quả có thể nhận, còn một số loại thì không. Chu Thanh trầm giọng nói, ông nội, ông có thể cảm nhận được nhân quả của vật kia sao? Ông lão cười nói, đến cái này cũng không cảm nhận được thì há chẳng phải ông của cháu bao nhiêu năm nay đều sống uổng phí hay sao? Chu Thanh hỏi, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Ông lão nhẹ giọng nói, hợp tác với hắn, sau khi hợp tác xong thì để cho hắn rời đi. Hắn ở lại nơi này ta có chút lo sợ. Chu Thanh nhíu mày, vì sao? Ông lão cười nói, sợ bị liên lụy, nhân quả của vật ấy quá lớn. Ta không biết tại sao hắn có thể chống đỡ được. Nhưng đó không phải là thứ chúng ta có thể chống đỡ nổi. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, hợp tác xong để hắn rời đi ư. Ông lão gật đầu, nhất định phải nhanh. Trong mắt ông ta hiện lên một tia ngưng trọng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tháp giới ngục kia, ông ta hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ muốn cướp lấy tháp giới ngục. Thần vật này không phải là thứ mà thần điện có thể sở hữu. Có thể có dã tâm nhưng phải cân nhắc xem mình có bao nhiêu phân lượng. Nếu cưỡng đoạt để cướp lấy loại thần vật này thì thần điện nhất định sẽ vì thế mà bị tiêu diệt. Lúc này Chu Tà Nhi cũng nói, ta đã điều tra qua, phàm là người có chủ ý đập chiếc tháp này đều không có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên là ngoại trừ Diệp Huyên, nhưng hoàn cảnh của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Sau khi thoát ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, hắn đã bị đuổi giết. Tuy nhiên, hắn đã sống đến hiện tại. Và những kẻ thù cũ của hắn về cơ bản đều đã chết. Ông lão đột nhiên nói, huyết tổ thật sự chết trong tay hắn. Chu Tà Nhi gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn chết một cách không rõ ràng. Ông lão khẽ gật đầu, tên nhóc này không đơn giản đâu. Nói đến đây ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, truyền lệnh xuống, bất kể kẻ nào trong thần thành đều không được phép chọc vào hắn. Hiện tại hắn chính là khách quý của thần điện, còn nữa. Dẫn hắn đi tới điện thần thư của thần điện ta, trong điện có sách và bí tịch gì hắn đều có thể xem. Chu Tà Nhi sửng sốt, ông ơi, chuyện này. Chu Thanh đứng một bên thấp giọng nói, kia chính là điện thần thư nơi cất chứa gần như toàn bộ bí thuật võ học thần thông của thần điện ta, điều này. Ông lão nhẹ giọng nói, cứ làm theo lời ta nói đi. Chu Thanh trầm giọng nói, ta không thể hiểu nổi. Ông lão liếc nhìn Chu Thanh, sau đó nói, nếu không thể làm kẻ thù vậy thì hãy cố gắng làm bạn đi. Thần thành. Diệp Huyên và Chu Tà Nhi chậm rãi đi trên ngã tư đường. Chu Tà Nhi nhìn qua Diệp Huyên, người rất hứng thú với thần thành này của chúng ta đúng không? Diệp Huyên gật đầu, có chút hứng thú. Chu Tà Nhi cười nói, vì sao? Diệp Huyên cười cười, muốn quan sát một chút. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn xung quanh, thần thành này rất nhỏ. Nhưng nó lại toát lên một cảm giác lịch sử phong phú. Mà bên trong thành có rất nhiều người,
chính xác là người chứ không phải là thần gì cả. Là người. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tà Nhi, các vị là thần hay là người? Đây là điều mà hắn vẫn luôn muốn hỏi. Chu Tà Nhi cười nói, chúng ta là người, chẳng qua lúc đầu chúng ta là một nhóm người cực mạnh. Nói đúng ra, cuộc chiến của chúng ta với nhân tộc cũng là một cuộc tranh chấp trong nội bộ nhân tộc, chỉ có điều chúng ta đã thắng. Nhân tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói cách khác thế giới này căn bản không có thứ gì gọi là thần. Nếu có cũng chỉ là người thực lực cực mạnh mà thôi. Chu Tà Nhi lắc đầu, không, trên thế giới này khẳng định là có thần, là thần theo nghĩa đen đấy, vị thần thật sự. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Tà Nhi cười nói, ngươi nhìn vũ trụ này xem, cảm thấy vũ trụ này được hình thành thế nào. Ngươi nhìn vạn vật vạn linh này đi, những sinh mệnh này đến từ đâu? Diệp Huyên cười nói, nguồn gốc của sinh mệnh sao? Chu Tà Nhi gật đầu, thực ra mục đích cuối cùng của người tu luyện chẳng qua cũng là vì trường sinh. Nhưng phải thế nào mới có thể bất tử? Đây là vấn đề mà cho tới bây giờ chưa có ai có đủ khả năng để giải quyết. Có lẽ Ngũ Duy có người giải quyết được. Đây là lý do tại sao những người ở Tứ Duy muốn đến Ngũ Duy nhiều như vậy. Bởi vì nền văn minh ở đó cao hơn chúng ta có thể học rất nhiều thứ ở đó. Điều trực tiếp nhất là nó có thể làm cho võ đạo của chúng ta tiến lên một bậc. Ngũ Duy. Diệp Huyên trầm mặc. Thực ra, hắn không thực sự nghĩ sẽ đi đến Ngũ Duy. Giống như Liên Thiển nói, hiện tại hắn còn chưa hiểu hết Tứ Duy, đến Ngũ Duy làm gì chứ? Tìm tai vạ sao? Hơn nữa hắn đã có kẻ thù ở Ngũ Duy. Có thể nói hắn là người ở Tứ Duy mà không muốn đến Ngũ Duy nhất. Sau khi hai người đi dạo một lát, Chu Tà Nhi dẫn Diệp Huyên đến trước một tòa đại điện. Xung quanh đại điện là những thanh phi kiếm đầy bí ẩn bay loạn xạ. Diệp Huyên hỏi, đây là... Chu Tà Nhi nhẹ giọng nói, thần thư thành, nơi này chính là cấm địa của thần điện chúng ta. Cho dù là ta, mỗi năm cũng chỉ được vào một lần, hơn nữa còn cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới được vào trong. Nhưng bây giờ... Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có thể vào xem tùy ý, bên trong không có giới hạn gì với ngươi cả. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Chu Tà Nhi cười nói, chẳng phải là hợp tác với nhau sao? Đây là ưu đãi của chúng ta dành cho ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta không khách khí nữa. Chu Tà Nhi nghiêm túc nói, ngươi có thể xem tùy ý, nhưng không thể mang đi, càng không được phục chế. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, ta không phải người có lòng tham không đáy. Chu Tà Nhi gật đầu, vào đi. Nói đến đây, nàng ta chần chừ một lát, sau đó nói, đi đến góc phải của hàng cuối cùng. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn nhìn theo bóng dáng Chu Tà Nhi rời đi, một lát sau, hắn đi về phía đại điện kia. Còn chưa tới đại điện, một vài đạo thần thức lướt qua người hắn. Trong nháy mắt vẻ mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng. Bởi vì mấy thần thức này ít nhất cũng là những cường giả mệnh cảnh. Thần điện này còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi vào, cũng không có ai ngăn cản hắn. Sau khi tiến vào đại điện, một loạt giá sách được sắp xếp đập thẳng vào tầm mắt hắn. Toàn bộ đại điện được lấp đầy bởi các giá sách, trên các giá sách này được chất đống đủ loại sách cổ. Rất nhiều. Diệp Huyên đi tới trước một giá sách, hắn lấy ra một cuốn sách cổ, ngay lập tức hắn thay đổi sắc mặt. Đây là bộ quyền đạo tâm đắc, trong đó chính là bản ghi chép của một quyền sư về quyền đạo, rất chi tiết. Nhìn rồi lại nhìn, Diệp Huyên dần dần xem đến mê mẩn. Bởi vì hắn cũng đã từng tu luyện quyền đạo. Ngay cả bây giờ, uy lực táng quyền của hắn cũng không hề tầm thường. Xác thịt là nền tảng của con người, và cơ thể con người có tiềm lực vô hạn. Quyền đạo chính là đạo của người. Càng đọc Diệp Huyên càng trở nên si mê. Cuốn quyền đạo đầy tâm đắc này hoàn toàn không hề kém cuốn kiếm kinh mà kiếm tôn đã cho hắn. Trình bày của quyền đạo này so với các loại quyền kỹ khác có rất nhiều nguyên lý giống với kiếm kinh của hắn. Nhưng cũng có những điểm khác biệt, có thể nói quyền và kiếm, phương hướng thì giống nhau nhưng chiêu thức thì khác nhau. Diệp Huyên càng xem hắn càng phát hiện quyền đạo này vô cùng phù hợp với mình. Bởi vì sự chú trọng của quyền đạo này chính là lấy người làm trung tâm. Chính xác mà nói là coi trọng tu luyện thân thể, khai thác sức mạnh của thân thể,
mà không phải mượn sức lực của thiên địa hoặc vật bên ngoài. Mà cơ thể của Diệp Huyên rất mạnh. Một cơ thể tạo cực cảnh. Mặc dù là cơ thể tạo cực cảnh, nhưng hắn cũng chưa nắm rõ cách vận dụng sức mạnh cho lắm. Dẫu sao hắn cũng là một kiếm tu chứ không phải quyền tu. Trước đây hắn đều nghiên cứu và học hỏi về kiếm. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn có hứng thú với quyền đạo này. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, Diệp Huyên xem đến mê mẩn. Trong thời gian này hắn điên cuồng nghiên cứu quyền đạo. Sau khi nghiên cứu xong hắn sẽ đi ra đại điện bắt đầu luyện tập một phen, sau đó lại tiếp tục quay về nghiên cứu. Mà trong khoảng thời gian này cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Đến ngày thứ bảy Diệp Huyên mới ra khỏi đại điện, đang định thi triển táng quyền thì đúng lúc này, Chu Tả Nhi xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đổi chỗ luyện tập cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ra ngoài Diệp Huyên liền mặc sức đánh quyền. Mặc dù xung quanh có cường giả âm thầm phong tỏa không gian cho hắn, không cho sức mạnh của hắn lộ ra ngoài, nhưng bọn họ phát hiện, quyền đạo của Diệp Huyên càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến mức hiện tại bọn họ có chút không khống chế được. Bởi vậy không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể đổi chỗ luyện tập cho Diệp Huyên đến nơi dành riêng cho tu luyện. Rất nhanh, Chu Tà Nhi đã dẫn Diệp Huyên đến một cái sân tu luyện. Chu Tà Nhi nói, nơi này chứa nhiều trận pháp và kết giới, người muốn làm gì thì tùy ý. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, được, cảm ơn Chu cô nương. Chu Tà Nhi phân vân một chút, sau đó nói, khi nào thì ngươi kết thúc. Diệp Huyên đã ở bên trong đọc sách 7 ngày rồi. Mà bộ dáng người này hoàn toàn chưa muốn rời đi. Kết thúc. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, kết thúc cái gì? Sắc mặt Chu Tà Nhi trầm xuống, người định xem đến bao giờ? Diệp Huyên chớp chớp mắt, hắn lấy tháp giới ngục ra đặt vào lòng Chu Tà Nhi, cái này các vị nhận đi, ta còn muốn xem tiếp. Tháp này coi như thù lao của các vị. Nói xong hắn trực tiếp nhảy sang một bên tiếp tục luyện quyền. Chu Tà Nhi nhìn tháp giới ngục trong tay, trực tiếp sững sờ. Đây là hành động gì vậy? Trực tiếp đưa cho mình. Đây là cải trắng sao? Chu Tà Nhi nhìn tháp giới ngục trong tay, biểu cảm quái dị. Ngay từ đầu mục đích nàng ta đi tới đại thế giới huyền hoàng chính là vì cái tháp này, nhưng nàng ta không ngờ hiện tại lại dễ lấy được tòa tháp này như vậy. Giống như nằm mơ vậy. Một lát sau, Chu Tà Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta trả lại tháp giới ngục cho Diệp Huyên, trả lại cho ngươi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Chu cô nương, ý là. Chu Tà Nhi thấp giọng nói, ngươi muốn ở trong đó tiếp tục xem không phải là không thể được, nhưng ngươi phải đưa ra một chút thành ý, nếu không nơi này sẽ có rất nhiều âm thanh phản đối. Dẫu sao, cho dù chúng ta là người một nhà cũng không có loại đãi ngộ này như ngươi. Diệp Huyên nói, ta tặng tháp cho các người với thành ý chân thành. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, đừng dở những trò xảo quyệt này với ta. Ngày mai hãy ra ngoài một chuyến. Ông của ta và một số cường giả của thần khư chi địa muốn gặp ngươi. Lúc đó ngươi có thể tùy ý lộ ra một chút, hiểu không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút sau đó nói, được. Chu Tà Nhi khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Lúc này đột nhiên Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, nếu có chuyện gì cập N, ta có thể giúp. Chu Tà Nhi lắc đầu, ngươi xem ngươi cần gì trước đi đã. Nói xong nàng ta nhanh chóng biến mất ở phía xa. Sau khi Chu Tà Nhi đi rồi, Diệp Huyên tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn tu luyện có phần điên cuồng. Cuốn quyền kinh này giống như mở ra cho hắn một cánh cửa, ngoài cánh cửa này chính là một thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù hắn tu luyện quyền đạo, nhưng hắn vẫn luôn so sánh quyền đạo với kiếm đạo, giữa hai môn này, mỗi môn đều có ưu điểm và có thể bổ sung cho nhau. Cứ như vậy tới ngày hôm sau, mới sáng sớm Chu Tà Nhi đã đến sân tu luyện, nhìn thấy Diệp Huyên đang tung quyền ở phía xa xa, Chu Tà Nhi trầm mặc. Thực ra, bỏ đi chỗ dựa vững chắc đằng sau của Diệp Huyên thì bản thân hắn cũng đã vô cùng mạnh rồi. Đặc biệt về mặt tài thiên phú này, tuy không tính là đặc biệt đỉnh cao, nhưng tuyệt đối nhất định không tồi. Hiện tại quyền đạo của Diệp Huyên đã có khí phách của mọi người. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên dừng lại, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình giống như núi lửa tích tụ hàng vạn năm. Tích trữ sức mạnh, đây là hắn học được từ cuốn quyền đạo kia.
mà tích trữ sức mạnh cũng coi trọng sự thành thạo. Cách tích tụ năng lượng và cách giải phóng năng lượng sau khi tích trữ đều rất đáng được coi trọng. Mà tích trữ sức mạnh này, không thể quang minh chính đại mà tích trữ, bởi kẻ địch sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cho nên tốc độ tụ lực và phóng thích nhất định phải nhanh, hơn nữa phải thần không biết quỷ không hay. Hai ngày vừa qua hắn vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật này. Vì vậy kỹ thuật này có thể được áp dụng trên phương diện kiếm đạo. Xúc kiếm. Có điều hiện tại hắn vẫn chưa dùng kiếm, bởi vì hắn muốn học xúc lực cho thành thạo trước. Một lát sau, Diệp Huyên buông lỏng tay ra, sức mạnh bên trong thân thể hắn lập tức rút lui như thủy triều. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Chu Tà Nhi cách đó không xa, đi thôi. Chu Tà Nhi gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên cất bước đi theo. Trên đường, Chu Tà Nhi muốn nói gì đó lại thôi. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương đang lo lắng gì sao? Chu Tà Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên mỉm cười, lo lắng gì thế? Chu Tà Nhi khẽ đáp, không có gì. Diệp Huyên cũng không hỏi gì thêm nữa. Rất nhanh, Chu Tà Nhi dẫn Diệp Huyên đi tới một gian đại điện. Ở đại điện, lại nhìn thấy ông lão câu cá hôm đó, ngoại trừ ông lão này ra còn có một đàn ông trung niên thân hình cao lớn và một ông lão mặc trường bào màu đen. Nhìn thấy những người đàn ông trung niên này, Diệp Huyên nhất thời sững sờ các người. Hắn từng gặp người đàn ông trung niên trước mặt này một lần rồi. Chính là cái người đã nói ra mấy lời độc ác với hắn tại đại thế giới huyền hoàng ngày trước. Hoang thần. Hắn vẫn nhớ rất rõ đối phương. Hoang thần nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không hề lên tiếng. Lúc này, ông lão dẫn đầu bỗng cười nói, chính thức giới thiệu, lão phu là Chu Vị Thiên, điện chủ hiện tại của thần điện. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục liền xuất hiện trong tay hắn. Vào giây phút tháp giới ngục xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người trong điện đều đổ dồn về phía đó. Diệp Huyên nói, lần này tiền bối gọi ta tới là muốn biết những chuyện liên quan với tòa tháp này và vũ trụ ngũ duy, đúng chứ? Chu Vị Thiên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, tên và nguồn gốc của tòa tháp này, chắc hẳn các vị đều đã biết, ta cũng không cần nói nhiều làm gì nữa. Vậy ta sẽ nói những gì mà tiền bối không biết. Chu Vị Thiên gật đầu, mời nói. Diệp Huyên nói, thứ này gồm có 9 tầng, mỗi tầng ẩn chứa 9 loại đạo tắc, đều là đạo tắc đến từ ngũ duy. Hoang thần đột nhiên lên tiếng, cho coi thử. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, đạo tắc đại địa liền xuất hiện trong tay hắn. Chỉ một lát sau, năng lượng ẩn chứa bên trong lòng đất bắt đầu dục dịch, rõ ràng là cảm nhận được đạo tắc đại địa. Chu Vị Thiên nói khẽ, đúng là đạo tắc đến từ ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, sau đó thu đạo tắc đại địa vào, lúc này hoang thần đột nhiên nói, thần điện chúng ta muốn thứ đồ này. Diệp Huyên nhìn về phía hoang thần, ông có bị ngu không thế? Lời vừa dứt, bầu không khí nơi đây lập tức trở nên ngượng ngập. Hoang thần nhắm mắt lại, ngươi nói lại lần nữa coi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta hỏi là, ông có bị ngu không thế? Hoang thần vung tay phải lên. Một luồng sức mạnh cực đại đột nhiên ập về phía Diệp Huyên. Lúc này, Trảm Tiên kiếm hồ đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyên, ngay sau đó, một luồng kiếm quang xoẹt ngang không trung, lao vút tới. Ầm ầm, khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên chấn động khắp đại điện, nhưng nhoáng cái đã biến mất tăm. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Vị Thiên, ông ta lập tức ra tay. Hoang thần lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy. Diệp Huyên nhún vai, xem ra chúng ta không thể nào hợp tác được rồi. Nếu đã vậy, xin cáo từ. Dứt lời, hắn liền quay người muốn đi. Hoang thần cười lạnh, muốn đi à? Ngươi! Đúng lúc này, Chu Vị Thiên lạnh lùng liếc hoang thần. Hoang thần thoáng do dự, sau đó không nói gì nữa, nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đi ra đến bên ngoài đại điện. Nhưng ngay sau đó thân hình hắn lại đột nhiên xuất hiện bên trong điện, không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Vị Thiên, chính là tác phẩm của ông ta. Chu Vị Thiên cười nói, xảy ra chút chuyện không vui thôi mà, tiểu hữu chớ để bụng. Diệp Huyên cười nói, ta rất để bụng đấy. Chu Vị Thiên nhìn Diệp Huyên, không hề lên tiếng. Diệp Huyên nói, hai điều kiện, thứ nhất,
bảo ông ta xin lỗi, còn chuyện thứ hai, bắt ông ta rời khỏi nơi này. Nghe thấy vậy, trong mắt của Hoàng Thần đứng cách đó không xa liền lóe lên sát ý. Chu Vị Thiên nói khẽ, ngươi nghiêm túc chứ? Diệp Huyên cười, vô cùng nghiêm túc. Chu Vị Thiên mỉm cười, thật ra ta rất tò mò muốn biết rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiền bối à, ta thấy hơi thất vọng đó. Chu cô nương nói với ta rằng thần điện muốn hợp tác, thế nên ta mới tới đây. Ta mang theo tấm lòng thành tới, thế nhưng hiện giờ ta lại đột nhiên phát hiện ra rằng, có vẻ các vị cũng không thành tâm muốn hợp tác với ta. Dứt lời, hắn liền nhìn Hoang Thần, ông vừa mở miệng đã nói là muốn chiếm lấy đạo tắc ngũ duy, thế nên ta rất muốn hỏi thử, rốt cuộc ông dựa vào đâu. Tất nhiên, nếu như ông bảo là thực lực vậy thì ta chẳng còn gì để nói hết, chúng ta cứ tiếp tục đánh là được, còn tính hợp tác gì nữa. Gương mặt Hoang Thần không chút biểu cảm, đánh ư, ngươi dựa vào cái gì mà. Diệp Huyên đột nhiên bật cười dữ dằn, quên chuyện vị điện chủ thần điện kia chết như nào rồi à. Lời vừa dứt, hắn liền vung tay phải lên, bốn thanh kiếm lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm của cô gái váy trắng, kiếm của tiểu thất, còn có cả kiếm thiên chu và một thanh kiếm màu đen khác. Từ sau khi thanh nhi rời đi, bốn thanh kiếm này lại một lần nữa tách ra, thế nhưng, hắn không hề sử dụng đến ba thanh kiếm còn lại. Nhìn thấy bốn thanh kiếm, vẻ mặt Hoang Thần lập tức trở nên nghiêm trọng hẳn. Vị điện chủ lúc trước đã chết như thế nào sao? Cả thần điện đều biết rất rõ. Ngài ấy đã bị cô gái kia giết trong chớp mắt. Là giết trong chớp mắt đó. Thực lực phải chênh lệch đến mức nào thì mới có thể giết chết được một người trong chớp mắt như vậy chứ? Hơn nữa, ngoài cô gái thần bí kia ra, còn có một cô gái mặc váy trắng khác. Diệp Huyên không hề nói thêm mấy lời thừa thãi, hắn bắt tay ngay vào việc cưỡng ép bốn thanh kiếm dung hợp. Chứng kiến cảnh ấy, Hoang Thần lập tức biến sắc. Tên Diệp Huyên này đúng là nói phát làm ngay. Chu Vị Thiên cũng nhíu mày, ông ta không ngờ Diệp Huyên thấy nói chuyện không đúng ý một cái là muốn đánh nhau luôn. Cách đó không xa, Chu Tà Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta kéo cánh tay Diệp Huyên, lắc đầu, không đến mức làm vậy đâu. Diệp Huyên lạnh lùng cất tiếng, Chu cô nương, nhìn thử đi, tình cảnh này trông có giống như thần điện muốn đàm phán với ta không? Cuộc đàm phán này rõ ràng là muốn cướp bóc, ta không thể nhịn nổi, chúng ta cứ thế mà đánh luôn đi, nhanh gọn nhẹ. Dứt lời, hắn liền dung hợp hai thanh kiếm thiên chu và kiếm của tiểu thất. Ong! Một tiếng động vang vọng khắp chân trời, tiếp theo đó, luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ liền được truyền ra từ bên trong thanh kiếm mới vừa được dung hợp. Chứng kiến cảnh ấy, cả đám Hoang Thần lập tức biến sắc. Diệp Huyên cũng hơi ngẩn người. Hắn không ngờ mình lại có thể dung hợp được hai thanh kiếm đó lại, ngoài lần từng dung hợp được bốn thanh kiếm với nhau trước kia, hắn chưa từng thử hợp nhất bốn thanh kiếm này, thế nên bây giờ, hắn không ngờ hai thanh kiếm lại có thể được dung hợp lại. Diệp Huyên vội vàng nắm chặt thanh kiếm mới. Kiếm vừa vào đến tay, một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ đột nhiên tràn vào toàn thân hắn. Quỳnh! Thân thể Diệp Huyên cũng rung động mạnh mẽ, sau đó... Hai luồng kiếm ý cũng được phát ra từ trong thân thể hắn. Kiếm ý thiện ác. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sức mạnh. Giờ phút này, ngoài việc cảm nhận được một luồng sức mạnh của kiếm thiên chu ra, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác, chắc hẳn đến từ thanh kiếm của tiểu thất mà trước giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là thứ sức mạnh gì vậy? Diệp Huyên vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Chu Tà Nhi vội vàng nói, Diệp Huyên. Mọi chuyện không đến mức độ đó đâu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi, Chu cô nương, thử nói xem bây giờ mọi chuyện đến mức nào rồi. Chu Tà Nhi thoáng im lặng, một lát sau nàng ta mới quay lại nhìn về phía Chu Vị Thiên, ông nội à, rốt cuộc ông muốn thế nào? Chu Vị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ta chỉ muốn hiểu thêm về ngũ duy thôi. Hiểu thêm về ngũ duy. Chu Tà Nhi nhìn Chu Vị Thiên. Để ta đi đàm phán với hắn nhé, được chứ? Chu Vị Thiên im lặng một thoáng, sau đó gật đầu ừm. Chu Tà Nhi nhìn về phía Hoang Thần, tốt nhất ông đừng có nhúng tay thêm nữa. Sắc mặt Hoang Thần có phần khó coi. Chu Vị Thiên đột nhiên nói, hắn sẽ không nhúng tay nữa đâu. Chu Tà Nhi gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Dứt lời,
nàng ta liền dẫn Diệp Huyên rời khỏi đại điện. Diệp Huyên cũng không tiếp tục dây dưa không rõ thêm nữa, lúc này đây, hắn đang cảm thấy hơi vui vui. Không ngờ hai thanh kiếm đó cứ thế mà bị hắn dung hợp với nhau. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra rằng thanh kiếm của tiểu thất lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi hai người kia rời khỏi đó, Hoang Thần đột nhiên trầm giọng, cứ để hắn ta lớn lối như vậy sao? Chu Vị Thiên lạnh nhạt cất tiếng, vậy đánh nhau với người ta à? Hoang Thần lắc đầu, tại sao thần điện chúng ta lại phải sợ hắn cơ chứ? Gương mặt Chu Vị Thiên không lộ cảm xúc, không phải sợ, mà là không đáng. Món chí bảo ngũ duy kia không phải thứ mà thần điện chúng ta có thể sở hữu. Hoang Thần thấp giọng thở dài, chính vì nó ẩn chứa nhân quả của ngũ duy sao? Chúng ta là người tu đạo, vốn dĩ đã dính dáng đến nhiều nhân quả lắm rồi, nếu mà sợ thứ này, vậy thì chúng ta còn tu đạo làm gì nữa? Dứt lời, gã ta liền quay người rời đi. Chu Vị Thiên lắc đầu, không nói gì nữa. Ông lão mặc đồ đen đứng cạnh Chu Vị Thiên khẽ nói, dã tâm của người này rất lớn. Chu Vị Thiên hờ hững nói, mong là gã sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ông lão mặc đồ đen thoáng do dự, sau đó bỗng nói, thật sự không thể vĩnh viễn sở hữu thứ bảo vật kia sao? Chu Vị Thiên cười nói, sao? Ngươi cũng không tin ta à? Ông lão mặc đồ đen lắc đầu, sao có thể chứ? Chẳng qua chỉ cảm thấy không cam tâm lắm. Chu Vị Thiên nói khẽ, ta cũng thế cả thôi. Thế nhưng, nếu thần điện cứ mạnh mẽ gượng ép bắt lấy món đồ này thì sẽ phải nhận lấy nhân quả của nó, mà cái nhân quả này chúng ta không thể chịu nổi đâu. Ông lão đồ đen nói, Diệp Huyên thì có thể ư? Chu Vị Thiên lắc đầu, hắn ta lại càng không, nhưng mà dựa theo tình hình hiện giờ, hẳn là có người đang thay hắn ngăn chặn nhân quả ngũ duy này, chắc là hai người đứng sau lưng hắn kia. Dứt lời, ông ta lại tiếp tục lắc đầu cái nữa, đợi tới khi chúng ta biết được những gì chúng ta cần, thì bảo hắn nhanh chóng rời đi. Nếu để hắn ở lại nơi này nữa, ta luôn có một dự cảm không tốt, hơn nữa, loại dự cảm này càng ngày càng rõ ràng. Ông lão đồ đen thoáng chấn kinh, dự cảm không rõ sao? Chu Vị Thiên gật đầu, loại cảm giác đấy ngày càng rõ ràng. Nhất định có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Ông lão đồ đen trầm giọng nói, vậy thì mau bảo hắn ta rời đi thôi. Chu Vị Thiên gật đầu, trong mắt ông ta vẫn thoáng vẻ lo âu. Với khả năng của ông ta, nếu đã cảm nhận được dự cảm này, chắc chắn là có chuyện không hay sắp xảy tới. Nhưng ông ta lại không biết rốt cuộc đó là chuyện gì, ông ta chỉ có thể chắc chắn chuyện đó có liên quan với Diệp Huyên. Chu Tả Nhi dẫn Diệp Huyên đi tới một bờ sông, mà Diệp Huyên thì luôn lăm lăm nắm chắc thanh kiếm được hợp nhất từ kiếm Thiên Chu và kiếm của tiểu thất trong tay. Lúc này, Chu Tả Nhi đột nhiên nói, tính tình ngươi quá nóng nảy. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn Chu Tả Nhi mà cười nói, thật ra, hẳn là Hoang Thần kia đã được ông nội ngươi ngầm đồng ý nên mới nói thế. Chu Tả Nhi trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, nếu như ta thỏa hiệp, vậy thì thần điện sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, coi ta như cá nằm trên thớt, đúng chứ? Chu Tả Nhi thoáng nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có phần phức tạp, ngươi đúng là nhìn thấu mọi thứ thật đấy. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, muốn biết điều gì thì cứ hỏi thẳng luôn đi. Ta không muốn hợp tác với thần điện. Nhưng ta lại bằng lòng hợp tác với cô nương. Đợi sau khi ngươi hỏi xong, vậy thì ta muốn tới điện thần thư kia của các ngươi. Chu Tả Nhi. Thấy Chu Tả Nhi không nói lời nào, Diệp Huyên lại bảo, hỏi đi. Ta mà biết gì chắc chắn sẽ nói bằng hết. Chu Tả Nhi trầm mặc một thoáng, sau đó nói, ngươi nói thật với ta đi, có phải tòa tháp này đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi không? Diệp Huyên đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ trong đầu, có lẽ ngươi gặp phải rắc rối rồi. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền ngây ngẩn cả người. Rắc rối ư? Là giọng của tầng 8. Diệp Huyên thầm nói trong đầu, ý tiền bối là. Tầng 8 không trả lời. Diệp Huyên sầm mặt, lại hỏi tiếp, tiền bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tầng 8 vẫn không hồi đáp. Diệp Huyên đột nhiên nảy sinh một dự cảm xấu. Chu Tả Nhi đột nhiên hỏi, sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu, không có gì, Chu cô nương, muốn biết điều gì thì cứ hỏi đi. Chu Tả Nhi khẽ liếc Diệp Huyên, sau đó bắt đầu hỏi. Những điều Chu Tả Nhi hỏi đều là chuyện về vũ trụ ngũ duy,
quả thật Diệp Huyên không hề giấu giếm điều gì, bởi vì chuyện liên quan đến ngũ duy mà hắn biết cũng không nhiều, tất nhiên, vẫn nhiều hơn người khác một chút. Ước chừng hai canh giờ sau, Chu Tả Nhi quay người rời đi. Còn Diệp Huyên thì lập tức quay về Điện Thần Thư. Lần này, hắn không tiếp tục nghiên cứu cuốn sách kia nữa, mà bắt đầu điên cuồng xem hết một lượt tất cả sách cổ bên trong. Hắn muốn ghi nhớ tất cả những thứ này, bởi vì chúng quả thật rất hữu dụng với hắn. Số sách cổ trong Điện Thần Thư không chỉ về phương diện võ học, mà còn có cả văn hóa, ví dụ như nguồn gốc của đại thế giới huyền hoàng, một số bí văn bí cảnh của vũ trụ tứ duy, cùng những nhân vật trong truyền thuyết. Tóm lại, sách vở nơi đây vô cùng phong phú toàn diện, cần gì có đó. Hơn nữa còn là những thứ vô cùng có giá trị. Càng nhìn Diệp Huyên lại càng cảm thấy kinh ngạc tột độ. Lúc này hắn mới phát hiện, thần điện này quả thật quá mức đáng sợ, bởi vì người ta có thể bảo toàn vô cùng hoàn hảo lịch sử và văn hóa của cả thần điện từ trước tới nay. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng ghi chép lại những quyển sách cổ bên trong thần điện. Tuy không thể mang đi, nhưng hắn có thể ghi nhớ mà. Những vật này sẽ vô cùng có ích đối với hắn về sau. Ở một nơi khác, trong một gian đại điện, Chu Tả Nhi đang nói chuyện với Chu Vị Thiên, ước chừng hai canh giờ sau, Chu Vị Thiên nói khẽ cậu có giấu giếm gì không? Chu Tả Nhi trầm giọng cất tiếng, không rõ, nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã biết được điều mình muốn biết rồi sao? Chu Vị Thiên đi tới trước đại điện, ông ta ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, trong mắt thoáng lộ vẻ mờ mịt, võ đạo của ngũ duy cao hơn hẳn tứ duy, tuy đã biết chuyện này từ lâu, thế nhưng giờ biết được thông qua lời nói từ miệng của cậu nhóc đó, quả thật vẫn có phần khó mà chấp nhận nổi. Văn minh võ đạo của ngũ duy vượt xa tứ duy, điều này có ý nghĩa gì? Tức là, một khi bức tường thông đạo tiến tới ngũ duy bị cưỡng ép mở ra, vậy thì tứ duy rất có thể sẽ bị người ở nơi đó nô dịch và áp bức. Thế giới này vô cùng tàn khốc. Đi tìm lối đến ngũ duy, cũng tức là đi tìm kiếm người mạnh hơn mình, chuyện này thật sự sẽ có kết quả tốt được ư? Tất nhiên, đối với những người đứng đầu tứ duy kia chắc chắn sẽ có chỗ tốt nào đó, bởi nếu như tới ngũ duy thì họ cũng sẽ không quá yếu, ngược lại, họ còn có thể mượn nhờ văn minh võ đạo tân tiến hơn của ngũ duy để giúp bản thân đột phá. Nhưng người của tứ duy sẽ phải làm thế nào? Chu Vị Thiên nói khẽ, lúc này đây, ta đột nhiên có một ý nghĩ, hiện giờ có người nào đó đang cố ý dùng cách thức đặc biệt để phong ấn con đường nối liền giữa tứ duy và ngũ duy. Hơn thế, đối phương làm vậy thật ra là vì bảo vệ vũ trụ tứ duy. Bảo vệ vũ trụ tứ duy ấy ạ? Chu Tả Nhi nhìn Chu Vị Thiên, nghĩa là sao ạ? Chu Vị Thiên lắc đầu, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi. Chu Tả Nhi trầm giọng, nhưng nếu làm thế thì cũng đâu khác gì đóng luôn cả đường thoát của thế giới chúng ta đang sống. Chu Vị Thiên cười đáp, dù sao vẫn hơn là cả tứ duy bị diệt, đúng không? Chu Tả Nhi trầm mặc. Nếu như vũ trụ tứ duy và ngũ duy được nối liền, vậy kết quả sẽ là gì? Ngũ duy sẽ đón nhận tứ duy, rồi sau đó giúp đỡ tứ duy ư? Không bao giờ. Khi người yếu và kẻ mạnh chạm mặt, sẽ chỉ có nô dịch, chiếm đoạt mà thôi. Một khi thông đạo giữa vũ trụ tứ duy và ngũ duy được mở ra, vận mệnh của vũ trụ tứ duy có thể sẽ rất bi thảm. Cũng giống với thần điện trước kia đã nô dịch đại thế giới huyền hoàng. Rồi đại thế giới huyền hoàng cướp bóc của những tiểu thế giới khác. Thế giới này là thế đó, luôn là kiểu cá lớn nuốt cá bé. Chu Vị Thiên đột nhiên nói, bảo cậu nhóc kia một tháng sau, à không, nửa tháng sau hãy rời khỏi đây ngay. Người này, nói tới đây, trong mắt ông ta thoáng vẻ lo âu, người này sở hữu thứ đồ đó, có lẽ nhân quả mà cậu ta phải nhận còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra, ta rất tò mò. Rốt cuộc người sau lưng cậu ta đã đạt đến trình độ thế nào mà có thể bảo đảm cho cậu ta sống sót tới hiện giờ? Chu Tả Nhi trầm giọng, có cần tiếp tục điều tra về cô gái áo trắng kia không ạ? Chu Vị Thiên lắc đầu, không cần, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tốt nhất chúng ta đừng để bản thân bị dính dáng gì đến Diệp Huyên kia. Cứ mặc kệ kẻ khác bị cuốn vào vòng xoáy ấy đi. Nói tới đây, ông ta thoáng ngừng lại. Lát sau mới tiếp tục, bảo cậu ta 10 ngày sau rời khỏi đây đi. Dứt lời, ông ta liền biến mất trong đại điện. Chu Tả Nhi đứng trong điện trầm mặc. Nàng ta có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ của ông nội mình, không đúng, phải nói là bắt đầu có chút sợ hãi.
nhân quả. Thứ mà những cường giả tu luyện tới cấp bậc giống như Chu Vị Thiên sợ nhất chính là nhân quả, nó vô cùng đáng sợ, hơn nữa trên thế gian có rất ít người có thể chặt đứt nhân quả. Nhất là loại nhân quả có liên quan tới Diệp Huyên còn đến từ ngũ duy, hơn nữa, cũng chẳng đơn giản là chỉ đến từ ngũ duy thôi. Chu Vị Thiên cảm nhận được sự đáng sợ của loại nhân quả ấy, bởi vậy, ông ta mới thấy kiêng kỵ. Đó không phải thứ mà thần điện có thể đối phó được. Chu Tà Nhi thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời khỏi điện. Khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu số thư tịch có trong điện thần thư. Với trí nhớ của hắn, muốn nhớ hết đống sách vở đó quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Diệp Huyên cũng đọc tới phần cuối cùng, hắn đi thẳng tới khu hẻo lánh nhất nằm bên phải. Hắn luôn nhớ kỹ những gì Chu Tà Nhi từng nói, nàng ta bảo hắn đi tới dãy cuối cùng kia chắc chắn có dụng ý nào đó. Diệp Huyên nhìn lướt phía giá sách kia, chỉ một lát sau đôi mắt hắn đã sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một cuốn sách cổ có tên Kiếm Vực. Kiếm Vực. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, hắn lấy cuốn sách cổ đó xuống, sau đó đọc lướt một lượt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện cuốn sách này chỉ là bản thiếu sót, hơn nữa, nội dung bên trong cũng chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Hắn bỗng cảm thấy mê mang như lọt vào màn sương mù. Lông mày Diệp Huyên khẽ nhíu, hắn tiếp tục xem thêm, nhưng bởi vì chữ trong sách biến mất, hơn nữa đây còn là bản không đầy đủ, nên hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Diệp Huyên chỉ có thể tạm thời cất cuốn sách đó vào, tiếp tục đọc những cuốn khác trước. Cuối cùng vào ngày thứ 10, Diệp Huyên đã ghi tạc hết tất thảy kiến thức được ghi chép trong thư tịch của Đại Điện. Thật ra đây là điều mà người bình thường không thể nào làm nổi, bởi vì nơi này có cấm chế. Mỗi giá sách đều có một loại cấm chế riêng biệt chỉ cho phép người của thần điện bước vào, mỗi người cũng chỉ có thể lựa chọn vài cuốn ở nơi đây, nhưng Diệp Huyên thì khác, đãi ngộ mà thần điện dành cho hắn là có thể được xem hết tất cả sách cổ. Bên ngoài điện, ông lão đồ đen bên cạnh Chu Vị Thiên trầm giọng báo cáo, cậu ta đã ghi chép tất cả số sách cổ rồi. Chu Vị Thiên khẽ đáp, để cậu ta xem đi. Ông lão đồ đen nhìn Chu Vị Thiên chỉ cười, sách cổ thôi mà. Cho cậu ta xem thì chúng ta cũng đâu có tổn thất gì. Ông lão đồ đen thoáng do dự, sau đó mới nói, ngài cứ thực sự từ bỏ như thế sao? Chu Vị Thiên nhìn ông lão đồ đen, lão hắc này, ông có biết hiện giờ ta đã đến trình độ nào rồi không? Ông lão đồ đen lắc đầu. Chu Vị Thiên cười bảo, nếu như đánh với ông một trận, có lẽ ông sẽ không thể sống qua nổi 10 chiêu đâu. Nghe thấy vậy, ông lão đồ đen lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin, ngài. Chu Vị Thiên nói khẽ, thực lực càng mạnh, thì càng e ngại nhân quả của thời gian và vũ trụ mịt mờ hiện tại. Cả vũ trụ mịt mờ này cũng như sinh linh dồi dào nơi đây, tất thảy đều đã được định sẵn số phận, mà mục đích sau cùng của những người tu đạo như chúng ta cũng chính là thoát khỏi những thứ được gọi là số phận kia, thế nhưng điều này vô cùng khó. Đúng lúc này, cánh cửa của điện thần thư bỗng mở ra. Diệp Huyên bước ra ngoài. Diệp Huyên vừa mới bước ra, Chu Tà Nhi đã xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Huyên cười bảo, Chu cô nương, cảm ơn. Hắn biết rất rõ, chắc chắn thần điện đã ngầm đồng ý đối với việc hắn điên cuồng ghi chép lại những thứ được cất giữ bên trong điện thần thư. Chu Tà Nhi cười nói, có thu hoạch được gì không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thu hoạch rất lớn. Đúng vậy, lần này hắn thu về rất nhiều thứ. Bởi vì những cuốn sách cổ kia đã cho hắn thấy rõ điểm khác biệt của võ đạo. Thế giới này không đơn giản chỉ có mỗi kiếm đạo. Ngoài điều đó ra, Diệp Huyên còn hiểu rõ hơn về vũ trụ này, bởi vì trong những cuốn sách cổ kia còn ghi chép lại rất nhiều tập tục văn hóa cũng như truyền thừa lịch sử, tất cả đều vô cùng có ích với hắn. Chu Tà Nhi gật đầu, có thu hoạch là được rồi, về sau nếu có cơ hội lại ghé thần điện chơi nhé. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương. Bên phía đại thế giới huyền hoàng. Chu Tà Nhi nói khẽ, người yên tâm, thần điện chúng ta sẽ không tiếp tục xuống tay với đại thế giới huyền hoàng kia nữa, hiện giờ nơi đó đó hoàn toàn là địa bàn của ngươi rồi. Diệp Huyên lập tức tỏ ra kinh ngạc, vì sao? Chu Tà Nhi cười nói, đối với chúng ta, nơi kia vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hơn nữa bây giờ chúng ta đã có mục tiêu mới rồi. Diệp Huyên cười cười, vậy thì tốt. Hắn cũng không hy vọng đại thế giới huyền hoàng có thêm một kẻ địch mạnh như thần điện. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó,
Diệp Huyên khẽ mở lòng bàn tay ra, quyển sách cổ về kiếm vực kia liền xuất hiện trên tay hắn. Chu cô nương, có biết quyển sách này không? Chu Tà Nhi gật đầu, biết đôi chút. Năm xưa ta đã lấy được quyển sách cổ này trong một bí cảnh của thần điện. Đáng tiếc, đây chỉ là một quyển bí tịch thiếu sót. Chúng ta có đưa cho một vài kiếm tu nghiên cứu sách cổ, nhưng chẳng phát hiện được điều gì hết. Nói tới đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải người tầm thường, nếu như sở hữu thứ này, ắt hẳn một ngày nào đó ngươi có thể phát hiện được điều huyền bí thực sự ẩn bên trong nó. Diệp Huyên khẽ gật đầu, dù sao cũng đa tạ. Dứt lời, hắn liền lấy ra 4-5 chiếc bình ngọc, sau đó đưa cho Chu Tà Nhi. Sắc mặt Chu Tà Nhi hơi đổi, ngươi đã cướp sạch mọi thứ của cây sinh mệnh rồi sao? Sao lại có nhiều nước suối sinh mệnh thế chứ? Diệp Huyên lắc đầu, cũng không nhiều lắm, cho ngươi chỗ này xong, ta cũng chẳng còn lại là bao. Chu Tà Nhi nhíu mày, thế mà ngươi còn cho ta? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Diệp Huyên ta coi trọng ân oán rõ ràng, ân là ân mà oán là oán, ngươi đã giúp ta, vậy thì ta chắc chắn sẽ giúp lại, cứ cầm lấy đi. Chắc hẳn thứ này sẽ có tác dụng với ngươi. Chu Tà Nhi trầm mặc một thoáng, song cuối cùng cũng không từ chối, chỉ nhận lấy, đi đường cẩn thận. Diệp Huyên cười ha hả, sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn liền biến thành một luồng ánh kiếm, rồi mất hút ở phía chân trời xa xa. Chu Tà Nhi nhìn về phía chân trời, không biết đang nghĩ chuyện gì. Một lát sau, đúng lúc nàng ta muốn rời đi thì chân trời phía ra đột nhiên vang lên một tiếng kiếm rung, ngay sau đó, Diệp Huyên liền xuất hiện trước mặt nàng ta. Chu Tà Nhi sửng sốt, ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Chu cô nương, ta không nỡ bỏ ngươi. Chu Tà Nhi. Đúng lúc này, một tiếng hét đầy tức giận bỗng vang lên từ phía chân trời, cẩn thận. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Chu Tà Nhi thay đổi trong phút chốc. Xảy ra chuyện rồi. Chu Tà Nhi mặc kệ Diệp Huyên, nàng ta lao thẳng về phía không trung. Mà lúc này vô số cường giả của thần điện cũng đang nhanh chóng đi về phía không trung. Bên cạnh Chu Tà Nhi, sắc mặt Chu Vị Thiên vô cùng nghiêm trọng, ông ta nhìn chằm chằm về phía xa. Trong tinh không cách xa ngàn trượng ấy, có một hố đen không gian màu đen kịt, mà phía trước hố đen đó có 4 người áo đen cầm trong tay trường thương đang đứng. 4 người này giống như ma quỷ vậy, không thể thấy rõ bản thể. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, bọn họ là ai? Chu Vị Thiên lắc đầu, không biết. Nghe thấy vậy, sắc mặt Chu Tà Nhi lập tức thay đổi. Không biết. Chuyện này đúng là nghiêm trọng rồi. Thế lực mà khiến thần điện cũng không biết. Giờ đây nàng ta đã hiểu được tại sao ông nội mình lại trở nên nghiêm túc như thế. Phải biết rằng, cho dù đối đầu với lưỡng giới thiên và cấm địa sinh mệnh, thần điện cũng là thế lực không hề yếu kém. Thần điện có sự tự tin này. Mà đối với toàn bộ vũ trụ tứ duy, có thể khiến cho thần điện kiêng dè cũng chỉ có cấm địa sinh mệnh và lưỡng giới thiên. Nhưng những người trước mắt này đều không phải là người đến từ hai nơi này. Vậy thì có vấn đề rồi. Rốt cuộc những người này đến từ đâu? Lại là thế lực nào? Đúng lúc này, trong hố đen đó có một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng sậm, mái tóc dài xõa vai, ở ấn đường của gã có một dấu ấn màu đỏ sậm. Khắp người gã tỏa ra từng luồng khí đen, những luồng khí này lượn quanh người gã như những con rắn. Sau khi người đàn ông trung niên đi ra từ trong hố đen, ánh mắt của gã đã hướng về phía Chu Vị Thiên, Diệp Huyên. Diệp Huyên! Đến đây vì Diệp Huyên! Bên cạnh Chu Vị Thiên, sắc mặt Chu Tà Nhi trầm xuống, bây giờ nàng ta biết tại sao tên Diệp Huyên kia lại quay lại rồi. Cái tên này chắc là thấy tình hình không ổn đây mà. Chu Vị Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, các hạ là. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Chu Vị Thiên rồi nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Chu Vị Thiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, các hạ là ai? Lúc này người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Vị Thiên, gã cứ nhìn Chu Vị Thiên như thế, giao ra đây. Chu Vị Thiên chợt vung tay phải lên. Một luồng sức mạnh cực lớn lao ra từ trong tay áo ông ta. Nhưng luồng sức mạnh này còn chưa tới gần thì người đàn ông trung niên đã biến mất tăm không còn nhìn thấy hình bóng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Chu Vị Thiên chợt thay đổi. Thực lực của đối phương ở trên ông ta, có thể nói là trên ông ta rất nhiều.
Người đàn ông trung niên nhìn xuống phía dưới, bảo hắn ra đây. Bằng không thần điện sẽ bị tiêu diệt. Thần điện bị tiêu diệt. Sắc mặt Chu Vị Thiên lập tức trở nên u ám. Khiến cho thần điện bị hủy diệt. Phải nói rằng, khẩu khí của đối phương thật là lớn. Nhưng ông ta vẫn chưa ra tay, bởi vì thần điện không thể vì Diệp Huyên mà gây thù chuốc oán với một kẻ địch mạnh như vậy được. Chu Vị Thiên xoay người nhìn xuống dưới, mà bấy giờ, Diệp Huyên đã trốn vào trong thần thư điện rồi. Chu Vị Thiên trầm ngâm một lúc, ông ta định mở miệng nói gì đó thì lúc này cửa lớn của thần thư điện đột nhiên mở ra, Diệp Huyên đi ra. Diệp Huyên nhìn về phía không trung, vừa cười vừa nói, Chu tiền bối yên tâm, ta sẽ không ở lì đây nữa đâu. Nói xong, hắn nhìn người đàn ông trung niên đó, xưng hô thế nào đây? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, Chi Tịnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, thế lực nào? Người đàn ông trung niên nói, không thể trả lời. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn, người muốn tỏa tháp này. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Thấy thế, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không phải là muốn tỏa tháp này. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, tháp muốn, người cũng muốn. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống, đây không chỉ là đòi của mà còn là đòi cả mạng hắn. Diệp Huyên đột nhiên ra tay. Vù! Một tiếng kiếm reo từ phía dưới phóng lên trời. Trên không trung, người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống. Ầm ầm! Toàn bộ phía chân trời rung chuyển kịch liệt, dường như sắp nổ tung vậy. Mà chiêu kiếm đó của Diệp Huyên đang bị áp chế ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm nửa tấc. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng dậm chân phải xuống một cái. Thanh kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua luồng sức mạnh to lớn đó. Nhất kiếm vô lượng. Bất chấp tất cả. Trong chớp mắt, thanh kiếm này đi thẳng tới trước mặt Chi Tịnh. Chi Tịnh khẽ nhíu mày rồi đấm ra một quyền. Ầm ầm. Ánh kiếm vỡ vụn trong chốc lát, nhưng bản thân gã cũng lùi ra xa mấy chục trượng. Không chỉ như vậy, trên nắm đấm của gã còn có một vết kiếm rất sâu. Còn Diệp Huyên thì đã biến mất không thấy đâu cả. Chi Tịnh liếc nhìn nắm đấm của mình, gã cau mày lại, trong ánh mắt gã hiện lên vẻ khó mà tin nổi. Gã không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể làm mình bị thương. Một lát sau, Chi Tịnh liếc nhìn bốn phía, không hề có khí tức của Diệp Huyên. Chi Tịnh lặng im giây lát sau đó mở tay phải ra, một con mắt màu vàng đột nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, con mắt màu vàng này bỗng phát ra một luồng ánh sáng vàng, luồng ánh sáng vàng này lập tức bao trùm lấy thần khư chi địa. Nhưng vẫn không hề phát hiện ra Diệp Huyên. Chi Tịnh chợt nhíu mày lại. Vậy là mất tăm rồi. Không thể nào. Trong mắt Chu Vị Thiên cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ông ta cũng không hề phát hiện ra Diệp Huyên. Diệp Huyên cứ giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Chi Tịnh lặng im một lúc, sau đó nhìn về phía Chu Vị Thiên, vật kia ở trong tay thần điện ngươi hay là trong tay hắn? Chu Vị Thiên trầm giọng nói, ở trong tay hắn. Chi Tịnh gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Bốn người phía sau gã đột nhiên biến mất một cách thần bí. Nhìn đám người Chi Tịnh rời đi, sắc mặt Chu Vị Thiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, rốt cuộc đây là thế lực gì mà thần điện ta lại chẳng biết gì về họ. Sắc mặt Chu Tà Nhi cũng cực kỳ nghiêm trọng, hiện giờ thần điện căn bản đều hiểu rõ những thế lực lớn của vũ trụ tứ duy, còn đám người Chi Tịnh đột nhiên xuất hiện này, thần điện lại không hề biết gì về họ. Vũ trụ tứ duy này còn có thế lực thần bí hơn cả lưỡng giới thiên và cấm địa sinh mệnh. Lúc này, Chu Vị Thiên đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, không ai được phép gây phiền phức cho Diệp Huyên, cũng không được nhúng tay vào chuyện của hắn. Giờ khắc này ông ta phát hiện ra chuyện chỗ Diệp Huyên càng ngày càng loạn rồi. Chu Tà Nhi gật đầu, đã hiểu. Bây giờ nàng ta mới hiểu tại sao Chu Vị Thiên lại không dám tranh tòa tháp đó. Tòa tháp này... Ai muốn có nó thì xui xẻo. Bởi vì người hy vọng có được tòa tháp này thật sự rất nhiều rất nhiều. Chu Tà Nhi ngước nhìn tinh không phía xa xa, cái tên này không biết có thể chống đỡ được không? Chấm chấm chấm. Trong tinh không xa xôi, Diệp Huyên đang chậm chậm bước đi, lúc này hắn ở trạng thái không minh, không ai có thể phát hiện ra hắn. Sắc mặt Diệp Huyên có chút u ám. Sau khi mối nguy của thần điện được giải trừ thì lại xuất hiện Chi Tịnh, mẹ kiếp. Như thế này là vẫn chưa xong à? Không thể để mình nghỉ ngơi một chút sao? Cứ tiếp tục như thế này,
ai mà chịu được. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, đây là thanh kiếm được hợp nhất từ hai kiếm, mà vừa nãy hắn đã dùng thanh kiếm này làm Chi Tịnh bị thương. Mà đối phương sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn là không. Diệp Huyên trầm ngâm một lát, sắc mặt càng ngày càng u ám. Chuyện này đúng là vẫn chưa xong mà. Bấy giờ, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung chuyển, không lâu sau, giọng nói của Chu Tả Nhi vang lên từ phía trước mặt hắn, bọn họ đã đi tới đại thế giới huyền hoàng rồi. Nghe thấy vậy, đồng tử của Diệp Huyên hơi co lại, ngay sau đó, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Đại thế giới huyền hoàng. Ngày hôm đó, trên bầu trời bắc cảnh của đại thế giới huyền hoàng đột nhiên xuất hiện 5 người. 5 người này chính là đám người Chi Tịnh. Trong không trung, Kiều Thiên Nhi nhìn về phía đám người Chi Tịnh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chi Tịnh liếc nhìn Kiều Thiên Nhi rồi nói, giao hắn ra đây. Diệp Huyên. Kiều Thiên Nhi nói, hắn không ở bắc cảnh. Chi Tịnh khẽ gật đầu, hắn sẽ ra đây thôi. Dứt lời, gã đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống phía dưới. Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong không trung lao xuống phía dưới, trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu sụt lở từng tấc một. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Thiên Nhi chợt nheo mắt lại, ngay sau đó, nàng ta biến mất ngay tại chỗ. Một luồng sức mạnh to lớn xoẹt qua, đánh thẳng vào Chi Tịnh. Chi Tịnh liếc nhìn Kiều Thiên Nhi, ngay sau đó, một luồng khí màu đen quanh người hắn đột nhiên bay ra. Trong luồng khí đen đó, một gương mặt dữ tợn đột nhiên nở nụ cười gằn, đồng thời vang lên một tiếng cười quỷ dị. Ầm ầm. Trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ, tiếp đó, một bóng người lùi liên tục về phía sau. Chính là Kiều Thiên Nhi. Sau khi lùi xa cả nghìn trượng, Kiều Thiên Nhi bỗng dừng lại, mà khóe miệng nàng ta đã từ từ chảy ra một vệt máu tươi. Kiều Thiên Nhi nhìn chằm chằm vào Chi Tịnh với ánh mắt lạnh lùng, dù sao ngươi cũng là cường giả tuyệt thế, vậy mà một chút kiêu ngạo của cường giả cũng không có hay sao? Chi Tịnh lắc đầu, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Dứt lời, gã mở tay phải ra, sau đó lại ép xuống lần nữa. Ở phía dưới, toàn bộ Thiên Giang thành bắt đầu sụt lở từng tấc một, trong thành vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Thấy thế, sắc mặt Kiều Thiên Nhi hoàn toàn thay đổi. Nàng ta đang định ra tay lần nữa thì đúng lúc này một luồng ánh sáng trắng đột nhiên phóng lên từ phía dưới. Ngay sau đó, một thanh trường thương xuyên qua trời đất, nhắm thẳng vào Chi Tịnh. Chi Tịnh nheo hai mắt lại, tay phải chỉ một phát. Thanh trường thương đó bị ép dừng lại tại chỗ, sau trường thương là một cô gái áo trắng. An Lan Tú. Tay phải của An Lan Tú nắm chặt lấy trường thương, sau đó đâm về phía trước. Một âm thanh xé rách vang lên, cùng lúc đó, một đường thương mang nhắm thẳng vào Chi Tịnh. Khuôn mặt Chi Tịnh không chút cảm xúc, gã vung tay phải lên. Thương mang bị vỡ vụn trong nháy mắt, lúc này, thanh trường thương đột nhiên nhắm vào ấn đường của gã, nhưng lúc còn cách ấn đường gã nửa tấc thì lại dừng lại. Bởi vì thanh trường thương này đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngón tay của Chi Tịnh nhẹ nhàng dao động. Cả người cả trường thương của An Lan Tú lập tức bị đánh bay ra xa cả nghìn trượng. Chi Tịnh đang định ra tay lần nữa thì lúc này một đường ánh kiếm đột nhiên xoẹt đến từ phía chân trời. Nhất kiếm vô lượng. Người vừa đến chính là Diệp Huyên. Hai mắt Chi Tịnh nheo lại, tay phải của gã nắm thành quyền, sau đó đánh ra một phát. Ánh kiếm vỡ vụn, cả người cả kiếm của Diệp Huyên lập tức lùi ra xa cả nghìn trượng. Lần này Diệp Huyên không lựa chọn trốn tránh nữa. Chi Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên, gã đang định ra tay thì đột nhiên có một người con trai xuất hiện phía sau gã. Mạc Tà. Quanh người Mạc Tà bấy giờ có một luồng sức mạnh cực lớn đang chuyển động. Chi Tịnh liếc nhìn đám người Diệp Huyên, cùng lên. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên đang tính ra tay thì đúng lúc này phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo, ngay sau đó có một người con gái đi ra từ một gian phòng. Người đi ra chính ra Tiểu Thất. Quanh người Tiểu Thất, ánh kiếm lượn lờ, giống như sấm sét vậy, vô cùng đáng sợ. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, người không chỉ có một mình. Lúc này người của cả Thiên Giang Thành đều nhìn về phía Chi Tịnh ở giữa không trung. Rốt cuộc người trước mặt này mạnh cỡ nào? Không ai biết cả. Cho dù là Kiều Thiên Nhi cũng không thể nhìn ra được thực lực thật sự của Chi Tịnh.
nàng ta không thể cảm nhận được. Cảm giác mà Tri Tịnh mang đến cho nàng ta giống như tinh không mênh mông, thâm sâu khó lường. Người có thể khiến nàng ta cũng cảm thấy thâm sâu khó lường. Khủng bố biết bao. Sắc mặt Kiều Thiên Nhi chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy. Mà Diệp Huyên cũng không biết được năng lực thực sự của Tri Tịnh. Mệnh cảnh. Hay là phá mệnh. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương thấp nhất cũng phải là phá mệnh. Thậm chí có thể là cường giả cấp trên đó. Đánh lại không? Hắn chắc chắn đánh không lại, nhưng phải đánh. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú và Mạc Tà, hắn đang định nói gì đó thì Mạc Tà khẽ cười rồi nói, Diệp Huynh, Bắc Cảnh là đại gia đình của mọi người, không thể chỉ để một mình Huynh chống đỡ. Hãy để ta đánh trận đầu đi. Dứt lời, hai mắt hắn ta dần khép lại, một luồng sức mạnh to lớn bắt đầu hội tụ quanh người hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên mở mắt ra, trong mắt, hai cột sáng màu vàng sẫm bắn mạnh ra ngoài. Những nơi mà hai cột sáng này đi qua, không gian bắt đầu bị hủy diệt từng tấc một. Tri Tịnh khẽ nhíu mày, dị năng. Dứt lời, một luồng khí đen bên cạnh gã đột nhiên bay ra. Hai cột sáng màu vàng sẫm bị phá vụn trong nháy mắt, cùng lúc đó, luồng khí đen kia đã đi tới trước mặt Mạc Tà, Mạc Tà đột nhiên gào lên một cách giận dữ, tiên tổ giáng lâm. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn ta. Luồng khí đen đó trực tiếp bị quay về trước mặt Tri Tịnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Mạc Tà, giờ đây phía sau Mạc Tà có một chiếc bóng mờ cực lớn của một ông lão. Vẻ mặt của ông lão hờ hững, trên người toát ra một luồng uy thế ngút trời. Tri Tịnh lạnh lùng nhìn bóng mờ của ông già đó, tổ tiên giáng lâm. Bí thuật cổ xưa, cũng thú vị đấy. Dứt lời, gã đột nhiên chỉ tay một cái vào không trung, trên vai gã, một luồng khí đen chợt bay ra ngoài. Phía xa xa, hai tay của Mạc Tà hợp lại rồi đánh ra ngoài. Một luồng sức mạnh vô hình được phóng ra, trong phút chốc không gian trước mặt hắn ta sụt lở từng tấc một, mà lúc này luồng khí đen kia cũng đến. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời Bắc Cảnh. Trong không trung, Mạc Tà lùi về phía sau liên tiếp, lùi ra xa đến mấy nghìn trượng, mà chiếc bóng mờ của ông lão ở phía sau hắn đã càng thêm hư ảo rồi. Nhưng, luồng khí đen đó vẫn còn tồn tại, luồng khí đen ấy lao thẳng đến Mạc Tà như một tia chớp, nhưng đúng lúc này, một đường ánh kiếm đột nhiên chém lên luồng khí đen đó. Oanh! Luồng khí đen đó bị ánh kiếm này chém đứng ngay tại chỗ. Diệp Huyên ra tay rồi. Trước mặt Mạc Tà, Diệp Huyên nói, cảm giác thế nào? Mạc Tà lau vết máu nơi khóe miệng, cười nói, vẫn còn có thể đánh một trận nữa. Diệp Huyên gật đầu, cái gã này chúng ta không thể đánh tay đôi được đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tri Tịnh, Diệp Huyên ta không phải là người thích bắt nạt người khác, người có hai sự lựa chọn. Một là người tự hạ cảnh giới, hạ xuống cảnh giới giống ta, chúng ta đánh tay đôi một chọi một. Hai là người lấy lớn ép nhỏ, bọn ta đánh hội đồng ngươi. Tri Tịnh nhìn Diệp Huyên, người muốn đánh tay đôi. Diệp Huyên gật đầu. Tri Tịnh khẽ gật đầu, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Dứt lời, khí tức của gã đột nhiên giảm xuống, không lâu sau, gã trực tiếp hạ cảnh giới xuống vị chi cảnh. Giống với cảnh giới của Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Tà trầm giọng nói, cẩn thận. Mặc dù đối phương tự hạ cảnh giới, nhưng ai cũng hiểu rõ, ý thức chiến đấu và khả năng vận dụng một số võ kỹ của đối phương sẽ không giảm xuống chút nào. Đối phương vẫn có ưu thế nhiều hơn. Đương nhiên Diệp Huyên hiểu quy luật này, hắn nhìn về phía Tri Tịnh, đang định nói gì đó thì Tri Tịnh đột nhiên nói, biết tại sao ta lại muốn tự hạ cảnh giới không? Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng biến mất. Nhất kiếm vô lượng. Nhìn thấy Diệp Huyên ra tay bất thình lình, Tri Tịnh hơi nheo mắt lại. Hai tay gã hợp lại, hai luồng khí đen bỗng áp sát vào nhau, trực tiếp kẹp lấy ánh kiếm đó của Diệp Huyên. Nhưng hai ngón tay lại nứt ra rồi. Bấy giờ, Diệp Huyên cầm kiếm Thiên Chu trong tay rồi đột nhiên xoay chuyển. Sắc mặt Tri Tịnh hơi thay đổi, tay phải của gã bắt lấy kiếm Thiên Chu, tay trái đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Trong khoảnh khắc Tri Tịnh ra quyền, tay trái của Diệp Huyên đã đánh lại một quyền qua đó. Hai người vừa chạm đã tách, mà trong giây phút tách ra khỏi nhau, vô số ánh kiếm chém thẳng vào Tri Tịnh. Tri Tịnh vung tay phải lên,
cố gắng đỡ lấy những ánh kiếm đó, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã, ngay sau đó, một thanh kiếm đã nhắm vào chỗ ấn đường của hắn. Nhanh! Kiếm của Diệp Huyên không thể nhanh được, thời cơ lại phải nắm bắt thật tốt. Tri Tịnh khẽ cau mày, trình độ kiếm đạo của Diệp Huyên có hơi nằm ngoài dự liệu của gã. Không nghĩ nhiều nữa, đầu hắn nghiêng sang một bên, nhằm vào chút sơ hở mà tránh thoát được chiêu kiếm này của Diệp Huyên, đồng thời tay phải hắn nằm chặt thành quyền, sau đó đánh một quyền móc về phía Diệp Huyên. Nhưng dường như cũng cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên đột nhiên xoẹt ngang một cái, chém thẳng vào yết hầu của Tri Tịnh. Cú đấm này của Tri Tịnh có thể đánh vào Diệp Huyên nhưng cái giá phải trả chính là ăn một kiếm của Diệp Huyên. Mà hai người cũng không hề né tránh. Xoẹt. Trong phút chốc, hai người họ đồng loạt lùi về phía sau. Tri Tịnh lùi ra xa cả trăm trượng mới dừng lại, mà dường như cùng lúc đó Diệp Huyên cũng dừng lại. Bấy giờ mặt mày Diệp Huyên khá khó coi, hơi sưng đỏ. Còn Tri Tịnh cũng phải trả giá, chỗ yết hầu của gã có một vết chém. Chảy máu rồi. Nhưng vẫn chưa chí mạng. Thân xác này của Tri Tịnh cũng cực kỳ dũng mãnh. Tri Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên, ta hơi xem thường ngươi rồi. Dứt lời, gã đột nhiên bước lên phía trước một bước, vừa bước một cái, cả người gã đã trở nên hư ảo. Phía xa xa, một đường huyết ảnh chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Không gian xung quanh Diệp Huyên bị nổ tung trong nháy mắt, không chỉ như vậy, thân xác của hắn lại rạn nứt ngay lúc này. Diệp Huyên bỗng chém xuống một nhát. Đường quyền ảnh đó lập tức bị chiêu kiếm này chém đứng ngay tại chỗ, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Mà bấy giờ, một đường tàn ảnh chợt lóe lên trước mặt hắn. Diệp Huyên hơi thay đổi sắc mặt, hắn giơ kiếm chặn lại. Trong phút chốc, Diệp Huyên bay ra xa mấy trăm trượng, hắn còn chưa dừng lại thì một đường tàn ảnh đã xoẹt qua. Mà đúng lúc này, từ phía xa xa vang lên tiếng kiếm reo, ngay sau đó Tri Tịnh bay ra ngoài cả nghìn trượng, không chỉ như vậy, một bên tai của gã đã mất, máu tươi cứ thế tuôn ra. Tri Tịnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ở trong tay Diệp Huyên, ngoài thanh kiếm đó ra còn có một cái hồ lô. Trảm tiên kiếm hồ. Vừa nãy hắn chính là bị trảm tiên kiếm hồ này của Diệp Huyên cộng thêm kiếm thiên chu chém lùi về phía sau. Trong mắt Tri Tịnh mang theo chút nghiêm trọng, vừa này nếu như không phải là gã phản ứng cực nhanh thì thứ mất đi không phải là một bên tai mà là toàn bộ cơ thể rồi. Tay phải của Tri Tịnh từ từ nắm chặt lại, trong phút chốc. Một luồng sức mạnh to lớn hội tụ trong tay gã, đồng thời xung quanh gã bỗng nhiên có thêm rất nhiều luồng khí màu đen. Phía xa xa, Diệp Huyên vung tay phải lên, kiếm thiên chu trực tiếp bay vào trong trảm tiên kiếm hồ. Bù! Một tiếng kiếm reo vang lên từ trong trảm tiên kiếm hồ. Giờ đây kiếm thiên chu là dung hợp của hai thanh kiếm, cộng thêm trảm thiên kiếm hồ này, vậy thì uy lực có thể nói là lại tăng lên một bậc rồi. Nhưng vào lúc này, Tri Tịnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong phút chốc, vô số luồng khí đen cứ thế tràn về phía Diệp Huyên giống như cuồng phong bão táp. Vù 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 vù. Ở nơi đây, từng âm thanh xé rách vang lên như tiếng pháo dây, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người An Lan Tú cách đó không xa lập tức thay đổi. Mặc dù Diệp Huyên mạnh, nhưng Tri Tịnh này còn khủng bố hơn. Phía xa xa, Diệp Huyên hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên gào lên, chém. Dứt lời. Bù. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, tiếp theo đó, một đường ánh kiếm phi ra từ trong trảm tiên kiếm hồ của Diệp Huyên. Ánh kiếm phá vỡ không trung, những nơi đi qua, nó đều xé rách tất cả. Chiêu kiếm này dường như muốn chém nát cả trời đất, vô cùng khủng khiếp. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chiêu kiếm đó của Diệp Huyên trực tiếp bị vô số luồng khí đen nhấn chìm. Không có chút động tĩnh gì. Chiêu kiếm kinh thiên động địa này lại không có động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Giờ đây Diệp Huyên cũng như chết lặng, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì giờ đây hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của kiếm thiên chu. Đúng lúc này, vô số luồng khí màu đen đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một đường tàn ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên còn chưa phản ứng lại thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng hắn, đồng thời một giọng nói chợt vang bên tai hắn, ta. Là kiếm tu, kiếm của ta nhanh hơn ngươi nhiều. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 72.